Có nhiều người nói ồ ông thầy này ông giảng pháp mà sao ông nói gì ăn uống được không người ta. Giờ như Đức hỏi quý vị, ăn ngủ quan trọng không? Người xưa nói câu ăn được ngủ được là tin, ăn không được ngủ không được là phiền, đúng không? Bây giờ tu sao mà ăn được ngủ được nó mới là vui, còn ăn không được ngủ không được bùi nhùi. Bùi nhùi là buồn á, hiểu chứ? Chứ làm sao quý vị thử ăn mà ăn không được ngủ không được đêm thứ hai thì biết. Tôi nói có thực mới vực được đạo. À, bây giờ có một vị sư này mà ông đi chân không không quý vị, nổi tiếng lắm, đi chân không, ông đi từ Bắc ra Nam, đi không phải đơn giản quý vị. Cái tâm này kinh thiệt chứ không phải chuyện giỡn. Bây giờ bắt những đức mà đi chân không ở đây thôi, đi một chút đi cũng không nổi, nóng. Cái bàn chân của mình mà trở thành mặt hoa da phấn mà. Bước một cái xuống nóng cái là nóng không đơn giản, đúng không quý vị? Đâu có đơn giản đâu. Thử đi, bị đi mà nắng đây, khúc bên xung quanh chùa này, bị đi một chút thử coi, đi chân không đi. Rồi biết, vì mà ông đi chân không từ Bắc ra Nam, cái này cũng quá vi phạm, đúng không quý vị? Đúng là mình phải công nhận là mình phải tán thán, phải hết sức là tán thán. Nhưng mà mấy người làm theo được. Nhớ không? Chúng ta có thể hết lòng mà tán thán, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy, thầy đi đi, con không có đi. Đúng quý vị. Vô đi bây giờ cho Đức chuyển qua hướng. Nhưng Đức nay, thầy có một cái tấm nguyện, chắc thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khắc thực. Đi chứ không từ Vũng Tàu đi ra biển Vũng Tàu. Kiểu này cho mấy bạn thử đi theo thiệt. Tại bạn gần quá mà đi chứ không vậy chứ nha. Nhưng mà nói từ Vũng Tàu mà thầy đi ra tới ngoài Bắc. Nam Mô A Di Đà Phật. Tán thán thầy, nhưng mà thôi thầy đi mình đi. Bây giờ như Đức hỏi quý vị, nếu như một cái pháp tu của Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế mà chỉ có một mình Đức Phật đi khắc thực mà không có một đệ tử nào đi theo, vậy thì pháp tu này Đức Phật có thể nêu lên được không? Không được. Không được. Hiểu chưa? Nhưng mà đi Đức Phật đi đến đâu cũng có 1250 vị tỳ kheo để đi cùng đi với Đức Phật, mà toàn là những bậc mà không đơn giản chút nào. Chứng quả không? Hay chưa? Nên nó đi đến đâu cũng độ vua quan, độ hết, làm cho ta phải tán thán cái tăng đoàn của Đức Phật. Tại vì sao? Vì cái pháp Đức Phật đưa ra đúng thờ, con người ta làm được. Còn bây giờ cái việc làm này mà giống như Đức Phật nhưng mà không ai làm được, thì thôi chúng ta cũng tán thán hết lời. Nhưng mà mấy người làm được việc này? Hiểu không? Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, đây là một miếng đồ hũ. Ví dụ nghe miếng đồ hũ. Miếng đồ hũ này chỉ có một mình thầy ăn được thôi con. Con nhìn chơi đi, các con ăn quá được đồ hũ này đâu. Đồ hũ này cắn vô cái gãy găng, ăn quá được đâu. Đừng có ăn, để mình. Mình thầy, thầy có một bộ găng kim cang nghe con. Đồ hũ cứng cái nào thầy cắn cũng được. Nghe không? Là thầy ăn được thôi, con nhìn chơi đi. Cái pháp này quý vị có thấy thù thắng không? Những đức muốn đưa cho quý vị một cái pháp mà của Đức Phật dạy, mà Đức Phật đã chỉ điểm, Đức Phật đã dạy, mà mười phương chư Phật đều tán thán. Mà quý vị giống như là cái miếng đồ hũ, những đức ăn được, quý vị ăn được. À. Pháp môn tịnh độ, người thầy tu được, học trò tu được. Người thầy tu vui, học trò tu vui. Cái pháp này tại sao quý vị không nhìn? Bây giờ cái sự cao siêu kia chúng ta ngưỡng mộ, tán thán và đảnh lễ. Nhưng Nam Mô A Di Đà Phật, thầy đi mình đi, con không đi theo rồi đó. Sao đi theo nổi? Từ Bắc ra Nam đi chân không, ngủ thì ngủ nghĩa địa, ở đâu thì ngủ đó, đâu có đơn giản quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị có thể đi để mà đạt được đạo giải thoát thì cái này không được. Tại vì sao? Cái thời cuộc này nó không phải dùng cái pháp đó để đi vào mà lãnh ngộ hoàn toàn minh tâm kiến tánh thành Phật. Không có làm được. Nhưng mà rất nhiều người ta
dựa vào đó người ta rất cũng rất ngưỡng mộ quý vị. Rất ngưỡng mộ, nhưng mà quý vị ngưỡng mộ bằng cái không. Tại vì ngưỡng mộ thì có làm được đâu. Cái pháp của Phật là ngưỡng mộ là mình phải làm được á. Cái này mới là cái quan trọng nè, hiểu không? Nên mình là người Phật tử, một người sự tín ngưỡng phải có trí tuệ. Tín ngưỡng phải có trí tuệ. Phải làm sao nhìn cái thời đại phát triển để đem cái giáo pháp của Phật để áp dụng trong cái thời cuộc hiện đại. Để mà mình làm sao mà con người ta ai cũng lãnh nhận được cái giáo pháp của Phật. Chứ nếu cái giáo pháp của Phật mà lẻ loi thì cái giáo pháp của Phật đâu có truyền bá rộng dữ gì quý vị. Quý vị thấy rằng Phật pháp đó, nó có khai duyên. Nên ví dụ như thờ Đức Phật Ba Vi một bát có ngũ gốc cây. Khi đệ tử Đức Phật đi qua bên nước khác thì sẽ thay đổi. Nhưng mà cái tâm giải thoát nó không có thay đổi. Nói quý vị nhìn chỗ này thôi thì quý vị thấy đạo Phật hay không? Hiện đại hóa, bổn thủ hóa. Hiện đại hóa có nghĩa là cái thời đại có phát triển cỡ nào thì đạo Phật vẫn là đi vượt thời đại. Vì nó rất quyển chuyển, rất trí tuệ nằm ở trong cái cuộc sống. Hiện đại hóa, bổn thủ hóa là tượng Phật ở Ấn Độ qua Việt Nam thì làm tượng gương mặt giống người Việt Nam. Qua Mỹ thì tượng Phật giống người Mỹ. Qua Trung Quốc thì tượng Phật giống người Trung Quốc. Tùy vào ý thích của người nào muốn làm tượng hình sao thì Phật đều là dùng cái sự giải thoát để dạy họ như vậy. Thấy không? Thì thấy bổn thủ hóa chưa? Nên người ta bước đến người ta nhìn tượng Phật nó nói tượng Phật giống con giống tượng Phật. Thấy không? Hai bên nó kết hợp lại nhau nên thấy có ăn tình. Còn nếu mình nhìn một cái mình thấy tượng Phật bên Mỹ, người Việt Nam mà nhìn tượng Phật Mỹ, tự nhiên mình thấy giữa mình với Phật sao xa quá, không có giống nhau. Đó, nên từ nơi đó mà cái sự bổn thủ hóa của Phật pháp rất là hay. Nên chúng ta phải du nhập làm sao Phật pháp mà nó đi vào lòng người bằng một cách chuyên tải, nó phải gần gũi, đơn giản, bình dị và nhìn vào cuộc sống của người hiện tại đang bận bịu làm sao để đem ra cái giáo pháp dạy người ta, để cho người ta cảm thấy người ta được lợi ích với cái giáo pháp của Đức Phật dạy. Đây mới là Phật pháp tốt đặc biệt, đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ bản thân Những Đức không nói ai. Nếu như Những Đức đi vòng vòng như vậy, đi ngoài đường, không lẽ bây giờ tất cả Phật tử quý mến Những Đức phải bỏ nhà mà đi? Vậy thì không khác nào cái gia đình người ta sẽ bị ảnh hưởng làm sao. Nên mỗi cái nó đều có cái hay. Nhưng cái sự tín ngưỡng của mình, nó phải trí tuệ tín ngưỡng, được quyền cung kính, được quyền cung kính đảnh lễ. Nhưng chúng ta không dám tán thán, vì tán thán là kêu người ta làm theo. Nên cung kính đảnh lễ mà không tán thán. Còn tu pháp môn tịnh độ, cung kính đảnh lễ mà phải tán thán. Đúng không? Đó. Mình phải nhìn vào căn tính mình để mình coi cái giáo pháp của Phật á, trong 84.000 pháp môn. Mình cung kính đảnh lễ nhưng mình không tán thán. Vì người ta không làm được tán thán làm gì? Tán thán là nói ra đó. Quý vị coi ngày nào Như Đức cũng tán thán tịnh độ. Vì người ta làm được, Như Đức mới tán thán tịnh độ. Đúng không? Này là cái quan trọng á. Quý vị học Phật mà nắm được gì thì quý vị rất là thông minh. Đặc biệt cái cuộc sống quý vị, vì gặp ai quý vị cũng là người thông minh. Gặp bất cứ tầng lớp nào quý vị cũng nói chuyện được. Tại vì sao? Có gì đâu mà nói không được. Chúng ta gặp người ta nói nhiều thì chúng ta nghe. Khi người ta nghĩ nói thì mình nói được vài câu, mình nói không nói được thì thôi. Chứ mình ai mượn mình học Phật, mình hiểu biết rồi, người ta nói mình cũng đung vô mình nói để đụng đầu nhau không chị. Ai thích nói nhiều mình ngồi nghe. Ai thích nói nhiều mình ngồi nghe vậy thôi. Thí dụ như bây giờ chùa này, chùa của mình mỗi ngày giảng pháp đi. Mình nói ví dụ như Hòa Thượng này thỉnh một vị cao tăng nào ở đâu đến đây giảng cho quý vị nghe. Thí dụ như có vị này ở đâu mà cũng huynh đệ Hòa Thượng, ví dụ đi, bậc cao tăng gì đó, tự nhiên xuất hiện ở chùa mình giảng. Thì khi vị đó giảng xong, Những Đức sẽ nói với vị vài câu Những Đức nghĩ nói. Tại vì sao? Vì người ta giảng rồi, thôi mình nói vài câu, mình với nhau gặp nhau hoài, bữa nào nói sao? Hay hơn là mình cũng đi nói làm chi quý vị. Mình còn thời gian dài mà lo gì, hiểu không? Đâu có gì đâu. Còn Những Đức nghĩ rằng quý vị mỗi người có góc độ học tập. Quý vị thấy cái nào phù hợp, được tốt quý vị học. Còn cái nào quý vị thấy không được tốt, quý vị có quyền từ chối. Quý vị đều là người có quyền Phật pháp, vì phải nhớ rằng cái giáo pháp của Đức Phật là một cái giáo pháp rất bình đẳng. Cái giáo pháp rất là tự do. Tự do dưới một cái hình thức là trung lập. Tự do đến mức gọi là trung lập, chứ không có bắt buộc quý vị à. Không có bắt buộc. Bây giờ tất cả Phật tử đi về chùa, có ai mà Như Đức bắt buộc quý vị về đây không? Điều là nêu cái điều tốt đẹp, quý vị đi về đây tự nhiên mà.
Bởi vì cũng có cái quyền quyết định của con đường đi của quý vị. Nên cái giáo pháp Đức Phật, nên nói là Phật pháp là cái đạo hòa bình, hòa bình cho nhân loại. Nó không có cái chuyện chống cháy với nhau quý vị. Còn có sự chống cháy là do lòng người, chứ cái đạo Phật là cái đạo hòa bình, không có lôi kéo, hiểu không? Đạo hòa bình. Mà cái đạo Phật là cái đạo mà mình biết sống làm sao để mình chấp hành theo cái quy tắc của nhà nước đưa ra. Tại mình đang sống một cái quốc gia đó mà nhà nước quản lý, thì chúng ta học Phật, chúng ta ơn đất nước là ơn gì? Người ta nằm xuống để giữ cái sự bình yên cho mình hành đạo. Mà mình không cảm ơn đất nước vậy làm sao mình hành đạo? Mình đi ngược lại cái chính quyền người ta đưa ra quy tắc, mình sai, không đúng. Nên bản thân chúng ta học đạo, cái đạo Phật là cái đạo hòa bình, cái đạo hòa bình cho nhân loại, chứ không phải là cá nhân ai. Còn mở cái tâm lượng ra nghĩ cho nhiều người khác. Cái đạo gì sao không học? Đúng không quý vị? Bây giờ Nhân Đức, bây giờ đi tu chứ bản thân Nhân Đức cũng phải làm cái gì cho cái đất nước mình chứ. Bây giờ bao nhiêu bà già gì chùa Nhân Đức lo, Nhân Đức cũng phụ trợ đất nước một chút chứ. Cái này là cái điều rất là xác thực. Còn khiếm thị Nhân Đức tổ chức lần bao nhiêu người mù gì đây, Nhân Đức cũng mong mình góp một phần nào đối với xã hội chúng ta. Vì nhân dân chúng ta còn nhiều người còn nghèo khổ. Nên đó là cái điều mà mình cũng nghe lời Bác Hồ dạy, mình cũng làm một chút gì, dù mình làm không tới đâu, nhưng làm một chút cũng được. Quý vị, ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no vậy à. Sống với nhau mà hết lòng hết dạ. Còn những cái gì mà làm ảnh hưởng xã hội, đất nước thì chúng ta không dám, không có dám làm những việc đó. Nên chúng ta tin chắc 100%, chúng ta được bình yên ngồi đây là nhờ đất nước ủng hộ chúng ta. Nếu như chúng ta làm ngược lại cái điều đất nước đã dạy thì chắc chắn chúng ta không có thể nào ngồi để yên gì đó quý vị. Nghe không? Nó nên tại sao cái sự quản lý người ta cũng cực, người ta quy về chùa chiền, vì cái đó là cái nơi tín ngưỡng. Chứ đâu có chịu mà tùm lum tùm la, khó quản lý. Lỡ có cái sự mà người ta nói này nói kia không quản lý được. Còn Nhân Đức nói chuyện gì trong đây cũng có người ta theo dõi, người ta nghe coi ông này ông nói cái gì, có phù hợp hay không, ông có cái gì mà phản bác hay không. Đâu có, đâu có nói gì phản bác đâu. Nghe không? Trực tiếp luôn mà. Nghe không? Đó. Thật sự mà nói mình luôn luôn mình muốn bình an, chứ ai học Phật mà dạy gì mình đi muốn cái sự xung đột quý vị. Mình đi muốn sống những ngày tháng bình an chứ. Mình cũng muốn Phật tử bình an thì tâm mình phải bình an, Phật tử phải bình an. Vì đi về chùa, một ngôi chùa danh chính môn thuận rõ ràng, một cái vị hòa thượng mà đức cao vọng trọng ngài làm chủ trì, mình bình yên mình ngồi đây mình nghe đạo mình tu hành. Chứ bây giờ như Đức đang giảng pháp đây mà ta vừa bị chạy sao bị nghe, đúng không quý vị? Nó cái đó là cái sự cảm ơn, cảm ơn. Rồi mình đem cái đạo pháp này mình về mình áp dụng trong gia đình của mình, làm chồng tròn cái nhiệm, làm chồng làm vợ tròn cái nhiệm, làm vợ làm con hiếu với cha mẹ. Mình làm cha mẹ mình dạy con của mình, dù con mình nó không đi tu luôn nhưng nó cũng có một cái nhân cách gì sống ở cuộc đời này chứ. Tại vì nuôi con sanh con để làm sao tạo dựng cho một đứa con có sự cống hiến, đó là niềm vui lớn nhất của cha mẹ đã sanh ra một hạt giống tốt cho xã hội, cho đất nước chúng ta. Ai cũng muốn điều này hết quý vị. Nên những đứa mở cái lớp đạo làm con, những đứa gầy dựng hạnh phúc cho gia đình vợ chồng. Nên bên đây cũng có một cái chú này chuẩn bị cưới vợ. Nên từ nơi đó những đứa nói rằng đối với người phụ nữ mình thương, nhưng mà mình cũng đừng nên quá chiều chuộng. Không phải là chiều ban đầu mà sau này không chiều. Cái gì mình làm được là mình làm được, cái gì mình không làm được đừng có miễn cưỡng để có được nó, để sau này nó lặt quẻ với mình đó. Thà ban đầu cái gì mình nói thẳng hết đi, để về sau càng ngày nó tăng lên nó càng tốt hơn là được rồi, càng ngày nó hạ xuống người ta đánh giá mình. Nên đối với người ta mà ban đầu cái gì cũng ngon quá mà sau này mà không ngon nữa là nó ghét mình khổ. Nó nên vợ chồng mà còn trẻ mà đến với nhau dạy nhau cái hạnh phúc là cái gì, hai đứa phải gầy dựng, chứ không phải một đứa gầy dựng mà một đứa không gầy dựng đâu. Cái này là cái quan trọng lắm á, hai người phải gầy dựng. Như chùa này nè, bình yên là cả chùa phải gầy dựng. Thấy không? Bây giờ quý vị coi ngôi chùa này hình thành lên là cả Phật tử phải hình thành. Chứ mình ông thầy sao hình thành? Nó. Chùa là tổ ấm ta về mà chung tay xây đắp chẳng nề hà chi. Công phu công quả hộ trì, già lam hơn thịnh thì phước gì lớn hơn. Rõ ràng không? Nó nên cái sự hạnh phúc của gia đình cho đến đoàn thể, không có một cá nhân ai, phải cùng chung tay. Đã đến với nhau rồi thì phải cần cả cái tấm lòng mà đến với nhau. Nó
mình dạy người ta cho nó đàng hoàng. Người phụ nữ ban đầu dạy quan trọng lắm. Lúc chưa cưới mà đã dạy nó quan trọng. Chứ đừng có lúc chưa cưới mình thương cái sắc đẹp của nó mà được em về rồi nó cho mình ăn cà lem. Chứ đừng nói chuyện dưỡng chơ. Nó kênh với mình đó, nó leo được rồi. Người phụ nữ nó lạ lắm, nó mà leo được là nó leo ghê lắm, nó không có dừng, tuyệt đối không có cho leo. Nữ mà leo cái gì? Giờ như đứa hỏi vị phụ nữ mà leo cây coi được không? Đàn ông thì còn leo cây được chứ phụ nữ mà leo cây là kỳ lắm, hiểu không? Phụ nữ mà được leo, leo ngồi ở dưới mà nó lột, nó lột. Phụ nữ phải ngồi ở dưới, hiểu không? Chồng leo lên cây, bẻ trái liền chứ cho em lụm được, hiểu không? Lâu lâu chọn câu thấy cũng vui tí chưa, mà nó đúng mà nó cũng mắc cười quý vị, hiểu không? Nên phải biết thân phận mình, nghe các chị em nữ, hiểu không? Mình là phụ nữ mình biết thân phận mình đi, mình hơn chồng không ai khen đâu, cái gì cũng phải nâng chồng lên, dù chồng mình nó hiền nhưng mà nâng nó lên. Tại vì người ta là cái vai trò ở trên. Đúng mấy ông? Mình được gì hết. Hiểu không? Nó. Nên từ nơi đó mà. Ông mà không sao giờ nghe mấy, mấy cô mà biết những đức là cũng vui đó mấy cô. Vui. Không mà nói thiệt nghe. Những đức đó là một người đi đi tu nghe. Nhưng mà đối với phái nữ như đức, nó tóm tắt là thương hơn những người đàn ông khác không bao giờ. Nghĩ về người nữ nhiều á quý vị. Tại vì bên cạnh Như Đức bao nhiêu người nữ Như Đức lo. Những Đức thương người ta, lo cho người ta giết quen. Nghĩ cho người ta từng chút giết quen quý vị à. Mình nghĩ trong cái thời tiết nóng nực gì mấy ông cứ nghĩ đi. Nóng nực như gì bản thân của mình là không có bó bó này kia trong. Mà mình còn khó chịu cỡ nào nó hầm rồi đó đúng mấy ông. Thì mình làm chồng mà trong những cái ngày tháng này mình phải mua cái gì để mà nó giảm bớt đi cái độ ẩm của nó, hiểu không? Nó suy nghĩ cái điều đó. Tại vì sao? Mình là đàn ông mà mình thấy lúc này nóng mình còn banh banh áo đồ ra cho nó mát, còn phụ nữ bây giờ banh sao được, hiểu không? Mà mấy bà thắt mấy bà buộc tùm lum hết trong, khổ chưa? Nên mình làm là chồng mình phải suy nghĩ cái điều này cho vợ trong cái mùa nóng nực này. Mình mà nghĩ vậy từng ly từng tí thì người ta thương mình biết nhiêu nói. Những đứa hỏi mấy cô chùa, mấy cô thấy nóng nực không? Mấy bà là nóng. Những đứa hỏi có sải không? Có. Mình hỏi vậy đó, mình tìm hiểu quý vị. Nó ngứa nổi sải quý vị ơi. Nó hiểu không? Đó, nên mình á, đàn ông mình phải biết bảo vệ, biết lo lắng vậy đó. Thì người phụ nữ nó hết tâm, hết dạ với mình, hy sinh vì mình luôn. Nó nên mình nghĩ cho người ta một chút vậy đó. Không? Còn khi mà thời tiết mát thì mình tính cái áo cho người ta. Thời tiết nóng thì mình tính cái gì? Nó mua phấn đồ này kia đồ. Thấy không? Nó đúng mấy cô? Ok vậy ơi, tội nghiệp người ta quý vị ơi. Cũng đẻ con nuôi con đồ cực khổ. Tối ngày có lủi trong nhà thấy cũng tội nghiệp. Có khi không mình nói thiệt, mình đàn ông thì như mình nhìn người phụ nữ khi mà tội nghiệp hỏi vậy ơi, mình phải có tâm vậy thì nó mới cảm hóa nhau được. Chứ nếu như mình nói chỉ bản thân mình là cao xa thôi thì khó cảm hóa người ta lắm. Tại vì thấy người ta cũng tội nghiệp thiệt. Như bây giờ trong chùa mình những đức đi qua đây bên này kia, mấy cô nó lủi thủi bên kia ấy. Đi nấu cơm đồ này kia đồ. Lủi đâu cao trong chùa suốt. Không được đi đâu quanh năm suốt tháng. Không thấy cũng tội nghiệp quý vị. Thật sự quanh năm suốt tháng không đi đâu. Như con mình nhà con gái có đứa nào mà nó ở nhà hoài đâu. Nó đi qua ngoài nó mua kem, mua này mua kia ăn. Nó bỏ tiền trong túi đi mua đồ siêu thị rồi nó muốn mua gì nó mua đúng không? Cỡ nào nó cũng xin tiền đi mua này kia. Còn bây giờ nó nói chứ quanh năm suốt tháng thôi không có còn cắt. Như cô mình không có còn cắt bạc luôn. Ai cho tiền đâu mà có. Không có dám cho đâu. Nó rõ ra nghe quý vị. Đối với người phụ nữ cũng đừng nên cho tiền họ nhiều quá. Họ có tiền nhiều quá sanh tặc. Để đàn ông sanh tặc được. Đàn ông mình cũng phải nghiêm túc nghe không? Nhưng mà nó nói chứ ngoài đời thì phải có tiền. Có khi
lâu lâu mình cũng nghĩ tới họ. Có tiền trong túi nó dẫn là muốn mua gì mua, thoải mái một chút nha. Còn không có tiền nghèo thì thôi, còn như trong chùa thì thôi biệt tích, chùa là không có ăn cắt luôn. Mà mình phải nghĩ ra được những đức, phải tính ra được nha. Phải tính ra là nó thèm cái gì, phải tính ra nó cần cái gì. Cái này cũng không đơn giản vì không dễ. Tính từng ly từng tí cái việc mà họ đang cần, biết được họ đang cần cái gì. Cái này là cả vấn đề. Phải bỏ chắc sáng ra. Ờ không giỡn đâu nghe quý vị. Dù như Đức mua cho mấy đứa nó ly chè ăn, nhưng Đức sẽ kêu mua cho những Đức ba ly. Chi kỳ à? Một ly này là nó giống hịch, hai ly này là nó khác chè kia. Những Đức ăn mỗi cái một muỗng để nếm cái hương vị nào đặc biệt nhất, lần lần sau mua cho nó ly khác cho nó ăn, chứ đâu phải mình ăn ba ly đâu. Ừ, nghĩ vậy đó quý vị. Đó, đó. Còn thí dụ như bản thân mình là người nam đi, mình bận một cái quần, một cái áo vải này nó mịn, mình biết cái vải mịn mình nằm ngủ nó thoải mái, đúng không? Thì mình nghĩ cho họ cái bộ đồ mịn họ cũng dễ chịu. Nó từ một cái nhỏ đó mình lo cho người ta sống như vậy, thì thật sự mà nói đó là cái cách bồi dưỡng hạnh phúc gia đình. Không giỡn đâu, đâu nhiêu tiền đâu quý vị. Nếu mà biết lo đúng chỗ nghe quý vị là hạnh phúc đặc biệt đúng luôn. Còn lo mà không đúng chỗ, dù bỏ bao nhiêu tiền cũng uổng công vô ích. Có khi có nhiều người đàn ông mà nó khô cứng không hiểu. Nè tiền nè em, tiền nè em. Nó chưa chắc cái gì cũng tiền tiền đâu. Có những cái mà chính tay mình mua một món đồ đó cho vợ của mình, tự nhiên nó quý còn hơn cái gì nữa quý vị. Ừ, nó có gì đâu khó mua. Mình vô siêu thị mình coi, mình mua với mình quen chứ có gì đâu. Có gì đâu mà khó. Hiểu không? Mình có mua những cái món đồ, đàn ông mình mua có những cái món đồ mình mua nghe, mà mình vô siêu thị mua mà nữ nó gặp nó mắc cừ luôn. Mình nói em đừng có cừ, anh mua cho vợ anh đó. Nó em sau này em cầu mong mà có người chồng như anh nè. Thấy không? À, nhân viên siêu thị nó gặp cái chắc mê mình luôn. Nó chuyện gì mà vui dữ cái chuyện. Thấy không? Vô mà gì mà lần anh mà vô siêu thị nghe không? Anh mà vô là em biết rồi đó. Có hàng gì mới đem lại cho anh coi. Để mua cho vợ anh nghe chưa? Vợ anh nhà cực lắm, lo cho con cái gia đình lum chứ. Anh đi làm nên mua gì về tặng tặng cho vợ anh. Thấy không? Nên lỡ đây là em đem đồ ra cho anh coi nghe chưa? Nó đó là làm quen nhỏ siêu thị. Hiểu không? Để nó chọn đồ giùm cho mình, đồ nào phù hợp. Đó. Mình phải nhờ nó, tại nó là phái nữ. Mình phải làm quen một đứa để mình nhờ nhỏ này để mua đồ cho vợ mình chứ. Chứ không mình mua nó không phù hợp thì sao? À, mình hỏi nó là nữ cần sao. Hỏi nó, mình tìm hiểu từ nó thì mình biết người phụ nữ tính làm sao. Học vậy là nhanh nhất luôn đấy quý vị. Nó còn mình là người vợ, mình lo cho chồng thì mình cũng đi ngược lại gì đó. Mình hỏi, tìm hiểu, xong mình sẽ biết người đàn ông người ta làm sao. Lúc đó mình lo sẽ rất phù hợp. Đó là cái việc mà hạnh phúc một gia đình là việc rất quan trọng. Nhớ nha quý vị, mỗi một gia đình là tế bào của đất nước. Nếu gia đình không hạnh phúc thì đất nước chúng ta bị ảnh hưởng sao? Nếu mà vợ chồng mà không hạnh phúc thì tệ nạn xã hội nhiều. Quý vị coi cái tệ nạn xã hội bây giờ nhiều là do vợ chồng không hạnh phúc. Đứa con nó bị tổn thương, nó sẽ bị buồn chán, nó đi bụi, nó đi chích xì ke. Là từ cha mẹ ly dị với nhau. Có đứa con nào mà nó muốn đi với cha mà không có mẹ, mà đi với mẹ không có cha đâu quý vị. Nên người lớn của mình từ cái ngã mà tùy tiện đi chia tay. Mới có một đứa bé ở bên kia, con của cô Trân, về nhà đang ký giấy ly dị với chồng. Tại vì hai vợ chồng ly dị rồi mà chưa ký giấy. Về chồng chắc vừa chuẩn bị có vợ, về ký giấy đi 4 ngày. Về ký giấy xong rồi đứa con ở đó theo ba nó, Sushi. Bây giờ nó cũng lớn lớn nha, nhỏ dễ thương. Xong bây giờ bữa nay ly dị xong rồi tòa án ta hỏi bây giờ nuôi chồng nuôi hay vợ nuôi. Những đứa có dặn cổ, những đứa nói đi về đó đó, khi mà ra tòa đó là cái quan trọng là đứa con này nó chọn theo ai. Cái đó mới là cái quan trọng, đó là sự chọn lựa của con. Không được bắt ép,
con muốn theo cha đó là cái chuyện của cho con chọn, con muốn theo mẹ là cái chuyện của con chọn, hiểu không? Nhưng mà nếu tòa án có hỏi là có cần tiền cấp dưỡng hay không để nuôi con hay không thì cô nói thôi khỏi, tại vì ở đây những đứa nuôi được. Quý vị ơi, nếu đã ly dị rồi mà chờ đồng tiền cấp dưỡng đó, có khi người hiểu chuyện thì thôi, người không hiểu chuyện thì chúng ta đói nhăn răng. Nói thiệt quý vị, đừng có chờ đồng tiền đó làm chi. Còn sống với nhau đây mà có khi còn không có nè, không chi mà chia tay rồi mà cấp dưỡng, từ khi ta hiểu chuyện dữ lắm thì mới có được thôi. Nên mình đừng có dính vô cái đó làm gì. Mình trượng phu một chút đi, dám làm thì dám chịu, đã nuôi thì nuôi tớ luôn, nghèo thì nuôi theo nghèo, giàu nuôi theo giàu, tặng đáy lòng. Nên những đức dặn cổ nó là có hỏi vụ đó thì thôi khỏi, nó là để con nuôi, nếu nên để tôi nuôi chứ khỏi đi. Cấp dưỡng cái gì, bây giờ mai mốt người ta có vợ rồi lo cho vợ chui xong, chứ đừng có nói chi mà phụ mình mất công. Ai mà chờ đợi ngày đó mất công mà nói cấp dưỡng, nó tới tới lui lui, tới tới lui lui, cái bà này bà khó tu. Thà mình dứt, dứt thì dứt, cắt thì cắt cho đứt, chứ lầy nhầy chi mất công mệt. Nó lỡ lâu lâu đem tiền lên chút đỉnh nó cấp dưỡng, nó cấp chứ từ nó cấp bà này luôn. Nguy hiểm, đúng quý vị. Nên mà khi mà về ký tên, nó lên nó chạy xe Honda lên, nó kêu đi về ký tên, nó trở về như thế, nó thôi được rồi, về trước đi, thấy không? Mấy tháng chờ lạnh, lạnh giá, nguy hiểm. Cái này mình phải tính, đúng không mấy ông? Mình đàn ông cái này mình phải suy nghĩ sâu sắc nha, đừng có dại. Phụ nữ nó yếu bóng vía lắm, nên mình lúc nào mà đàn ông mình cũng phải nhắc vợ suốt vậy đó. Thấy thì thấy vậy, nhưng mà vợ nó, người phụ nữ nó yếu bóng vía dữ lắm. Nó thầy chùa bên ngoài khéo tụng kinh, hiểu câu này chứ. Cái người bên ngoài nó tụng kinh vài câu à, nó nói vài câu nó nghe lờ, nó dễ nghe lắm. Mình nói muốn khô cuốn họng nó không nghe đâu. Vợ mình nó kỳ cục vậy đó à. Nên từ nơi đó xong nó nói với chồng về đi, thứ tư sắp xếp công chuyện tính sao. Lúc đó sắp xếp xong hết thì nhận thức cho thêm cô đi theo về, chứ không thôi về 3-4 ngày về đây nó tính sổ, nó tính sổ ốp mé cuối cùng à. Rồi xong nó lên đây lại, nó đem nguyên cái bụng lên đây cho mình, nó chết mồ luôn. Ai biết được cái chuyện này quý vị, nguy hiểm lắm, giỡn đâu. Là không tin ai vụ đó chứ, thấy không? Cái mặt thì còn tin nhau được chứ cái đó thì khó tin nhau lắm à, hiểu không? Nó nên cho một bà đi theo nó vào canh suốt, nghe không? Chứ cái chuyện mà nó đực với cái này, nó đã từng như vậy rồi á, thì nó gặp với nhau nó dễ lắm. Nó chỉ cần nha, nó thầy biết à, địa điểm chỗ nào biết liền rồi, thấy không? Ghê lắm mấy bà này, ghê lắm. Nó bởi vì cả đời mình thương phụ nữ nhưng mà không dám hoàn toàn tin phụ nữ. Thương nhiệt tình lo cho phụ nữ chứ không dám hoàn toàn tin phụ nữ. Vì tin phụ nữ bất tử, coi chừng bản thân mình bị lạc sổ. Nguy hiểm lắm, từ xưa tới nay người ta đều bị cái bệnh này. Vì người phụ nữ khi họ thương mình họ đội trên đầu, nhưng họ thương người khác họ cũng đội trên đầu. Thì họ đội ai nhiều quá họ sẽ lật mình qua bên. Tại vì người phụ nữ họ yếu bóng vía, nghe không? Nên từ đó mà mình là đàn ông nó phải mạnh mẽ tư tưởng này. Nên trong cuộc đời những đức ai muốn lật những đức cũng không té chứ. Tại vì sao? Vì những đức nó hiểu nguyên lý này rồi, thấy không? Nói về giải quyết vấn đề trong chùa đâu có đơn giản đâu quý vị. Rồi xong rồi bữa nay thêm một thành viên nữa, thành viên bé đang nhỏ đó, con nhỏ con theo mẹ nó, mà nhỏ cũng khôn nha, nó chọn theo mẹ nó. Xong nó về những đức nói nè, mày khôn quá, mày mà chọn theo ba mẹ ghẻ nó quýnh mày le lử mày luôn cho mày biết. Cho biết cái không? Theo mẹ về đây á, còn có tu hành được này kia, sống vui vẻ con. Theo ba mà gặp bà mẹ ghẻ thì nó quýnh mày chết mồ mày luôn, nhớ không? Mà đã là theo đây rồi á, là toàn tâm toàn ý theo đây, nghe chưa? Tôi không có thích ăn núi này mà sống núi này mà trong núi nọ đâu. Ăn cây này mà gào cây khác tôi không ưa, nghe chưa? Ban đầu nhóc nghe mà cũng dằn trước, nó dặn chứ để cho nó dứt bên nào nó dứt bên đi thì nó mới tồn tại quý vị. Như cái người bên cạnh những đức là những đức luyện cái thành con người gì, người chung, chung thành, chung nghĩa,
Chứ mà cái người bên cạnh mình mà họ sống núi này, họ trong núi nọ, họ gần bên mình mà họ nhìn người khác, không chờ. Mình bỏ công gần chi cực thi mới làm gì. Thích ở đâu thì đi lỡ đó đi, chứ ở bên tôi mà đi nghĩ người khác làm gì. Thấy không? Nên giống như mấy cô bên cạnh những đức ở trong chùa, sống với tôi là phải nhiệt tình, sống với tôi nhiệt tình lại. Dù có dính mắt cũng dính mắt ông thầy tu. Ổng tu, mình dính mắt ổng, mình đi theo ổng mình tu. Còn hơn mình dính cái người không tu. Người không tu nó dẫn mình không tu. Mình dính mắt với nhau mình tu, nhưng mà nó tu giết nó hết dính mắt. Còn hơn mà nó không tu là nó càng dính mắt thêm. Trong cái cõi đời này không dính mắt sao mà tu. Quý vị theo một người làm gì vì không dính mắt? Làm gì không dính? Không dính sao mà đi theo? Không thương sao theo? Không thương sao ủng hộ? Có thương nhưng mà tình thương nó khác. Tình thương vợ chồng nó khác, tình thương thầy trò nó khác, tình thương bạn bè nó khác. Mình phải biết cái tình thương nào chứ. Đừng có lẫn lộn tình thương, ngu si. Cái giờ này mà, cái giờ này mà nghe chia sẻ Phật Pháp mà mình nó không vui là buồn ngủ. Giờ dễ buồn ngủ, nó dễ buồn ngủ. Chùa mình cái từng nay cụ mắc nhiều, lớn tuổi không. Sáng nay mới làm cái đáp cho ông cụ ở bên Bảo Tháp, 92 tuổi. Không con cháu gì, không thấy con cháu ở đâu, không biết có con cháu không biết, không thấy con cháu. Thấy bưng lư hương đồ, bưng quan tài những đức mấy anh em, bưng lư hương thì các chú. Rồi bữa bên hộ pháp thì cũng 2-3 người. Bên đây cũng một cái đám người mắc, thấy 2-3 người, ít quá. Nên mình bây giờ còn khỏe, mình cố gắng mình niệm Phật. Như Đức nói rằng là sống trong cái thời cuộc phát triển này, cái thời cuộc mà con người ta ngồi chỗ mà nhìn được toàn thế giới, cái thời cuộc này nó sẽ ít có thánh nhân ra đời, và thời cuộc này ít có quân tử. Thời cuộc này quý vị mà chỉ cần ngồi bình tĩnh suy nghĩ, vì sẽ thấy thời cuộc này mắc quân tử, không có quân tử ra đời mà tiểu nhân ra đời nhiều. Quý vị chỉ cần quan sát là thấy rõ ràng luôn. Chúng ta có thể ngồi trong một cái xó nào nhỏ nhỏ, có thể chửi người ta được, không có dám đưa cái mặt ra, đúng không? Thấy nhiều ghê á. Thí dụ như bản thân mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta cũng chưa có thể nào nhận thức được một cái việc mà mình thấy trước mắt, đừng nói chi mà nhìn qua hình thức bên ngoài. Hồi đó những đức chia sẻ Phật Pháp, những đức cũng tưởng đó mình cũng hay, nó thẳng lắm quý vị. Càng về sau bây giờ những đức mới nhận thức sâu sắc, đặt mình vào người cũng không đơn giản, không đơn giản trong cái cuộc đời này đâu. Nó nên có những người Phật tử cư sĩ mà thấy người ta cũng tội nghiệp. Thí dụ như có những người mình nghe câu nói, họ nói nghe, họ phải suy nghĩ lại. Ví dụ như sao những người xuất gia Việt Nam mà giảng pháp đụng tới là tới tiền, nói tới tiền. Còn những người xuất gia ở nước ngoài sao không nghe nói tới. Trong lòng nhà Đức nói, có làm gì đâu nói tới tiền. Có khi chùa có mình không có đệ tử. Vì nghĩ giờ nói tiền gì giờ? Bây giờ mình không có làm gì chứ, khuyên người ta cúng dường gì giờ quý vị? Vậy là mình nói chung chung thôi, hiểu không? Còn thí dụ như chùa mình bây giờ mình nói 2000 con người ta, và thượng giờ xây 3-4 công trình, mà toàn là những công trình làm việc cho xã hội không? Phải không? Phải xã hội không? Mình nhìn bao nhiêu cụ già trong chùa mình, phải xã hội quý vị. Tăng trong chùa mình mấy người, đa phần là các cụ không? Già cả, lớn tuổi. Nên
Những Đức nói thiệt, khi Những Đức mà tổ chức bao nhiêu chương trình, Những Đức mới thấy những vị thầy mà nổi tiếng mà quy tụ của người vài chục ngàn người, cái đầu cũng không đơn giản đâu quý vị ơi. Họ không đơn giản chút nào, nói thiệt đó. Họ phải có một cái khả năng đặc biệt lắm á, không phải giỡn đâu. Và họ có một sức thu hút cao độ lắm. Nên là mình nói dụ như ngôi chùa miền ngoài á, nói thiệt chứ, ngôi chùa đó ông thầy đó cũng bị dập te tu luôn mà nổi ra nổi à. Tổ chức vẫn là đông người ta đến. Ở đây cũng có vị nổi tiếng ghê, bây giờ nó cũng chữ te tu trên mạng, nhưng nổi vẫn nổi à. Đó không? Họ phải như thế nào, họ làm sao đó, cái Nhân Đức tin 100%. Khi Nhân Đức làm việc cho công chúng, càng làm Nhân Đức mới nhìn ra, thì ra là không đơn giản như mình nghĩ. Thí dụ như con người ai cũng khôn, không có bao giờ mà ai ngu gì tự nhiên cầm tiền đi luyện tầm bảy. Người ta cũng xem xét lắm. Thí dụ như ông thầy chiên phóng sanh, thì ông phóng sanh người ta mới cúng dường phóng sanh. Ông thầy chiên in kinh sách thì ổng in kinh sách, người ta mới cúng dường in kinh sách. Ông thầy nuôi người già, nuôi người già người ta cúng dường nuôi người già. Quý vị đó. Ông thầy tặng máy niệm Phật, máy nghe Pháp thì người ta cúng dường máy niệm Phật, máy nghe Pháp. Đúng không? Đó. Nên một cái quy mô mà chương trình mà cái vị thầy gần đây nè, tổ chức là mấy chục ngàn người, đông ghê. Dù là cũng gặp những sự sóng gió nhưng mà vẫn đứng vững, vẫn nổi tiếng, cũng có trí thức, thông minh, học thức nhiều. Đúng không? Thật sự mà nói quý vị, đều là những cái tham khảo cho mình để học tập, mặt trái mặt phải thôi. Nên mình là vai trò ngoài cuộc, mình chưa nằm trong cuộc, mình không hiểu đâu vị ơi. Nên cả bản thân Nhân Đức nuôi bao nhiêu con người, Nhân Đức làm việc cực lực đây, mà có những người không hiểu, người ta cũng đứng lên người ta soi bói, người ta cũng đứng lên người ta chữ. Nhưng mà Nhân Đức khuyên họ, mình có nói tên tuổi ai, cái tốt nhất của quý vị là người khôn nhất, là quý vị muốn góp ý, quý vị đừng nên nói tên tuổi người ta. Người ta nghe không nghe thôi, nó cũng đỡ đi cái chuyện người ta ghét mình. Chứ không thôi, bản thân mình cũng chịu quả báo ghê lắm đó quý vị. Những Đức nuôi người già, Những Đức thấy đến lúc mà tuổi già mà đơ, ôi nhìn cái chỗ này giết bản thân mình thật sự. Bằng cả tấm lòng mình khuyên người ta niệm Phật giảng sanh. Trong chùa chết liền liền, nói quý vị, nhìn đó không thấy vô thường nữa thôi. Những Đức với Hòa Thượng cùng xây chùa phát triển đạo tràng. Xin thưa quý vị, trong lòng Những Đức rất là nhẹ nhàng đối với chùa chiền. Chỉ mong vì sao các anh em huynh đệ bây giờ, Những Đức đang chân thật bổ túc cho anh em những cái điều tư tưởng để mấy ổng tiếp nối con đường của mình đi, để ổng nuôi người già thôi. Vậy thôi. Chứ không có mong mỏi gì cái chuyện lớn lao gì đâu. Trong cái cuộc đời này, người ta thương đó, người ta ghét đó. Sống trong cuộc đời này mình nhìn nó vô thường, nhìn nó giả tạm, nhìn thấy xác thực nhất luôn trong cuộc đời này. Không hiểu thì còn ham danh ham lợi, chứ hiểu rồi cái danh cái lợi là quả tai, rất là phiền phức. Nghe không? Nhưng mà không phải vì những cái chỗ đó mà bản thân mình có duyên làm được, mình lại từ chối không làm. Chúng ta đã phát tâm Bồ Tát Đạo thì phải gặp những sự trở ngại, mình coi cái tâm mình có kiên nhẫn hay không. Nhưng mà xin thưa quý vị rằng á, cái xã hội hiện tại con người ta dễ tạo nghiệp. Vì kiếm tiền, người ta có thể tăng thêm tiền mà người ta bất chấp tội lỗi. Có những người, những Đức thấy người ta cũng trí thức ghê vậy. Ngồi nghiêu ngao, cắt những buổi giảng quý thầy, đưa hình ảnh cho quý thầy nói vài câu, cái đưa hình ảnh vô chữ người ta. Mình thấy đúng là tội lỗi cho họ ghê. Thật sự họ có làm được chuyện như người ta đâu. Ngồi mà suy nghĩ lại, nơi Phật tử khắp nơi nơi, hay là những người mà vô coi, hãy ngồi suy nghĩ kỹ. Đối với những vị thầy, những người ta làm việc đó, một cọng lông người ta mình còn làm chưa được bằng ta. Làm chưa được bằng ta một chút. Thấy không? Người ta có thể quy tụ vài chục ngàn con người, người ta ngồi người ta giảng pháp rầm rầm. Người ta nói một câu là người khác đem tiền rầm rầm cúng cho người ta. Quý vị nói cái chuyện quyên góp tiền dễ lắm hả? Ai là người làm việc ở trong nhà nước vì sẽ biết.
Có những công việc mà người ta đặt trách cho quý vị đi quyên góp, quý vị đi quyên góp thử đi, dễ không? Có khi quý vị đi quyên góp người dân mà người ta đưa chút chút mà trong lòng người ta chưa phát tâm. Còn cái này mà tại sao khả năng quý thầy kỳ cục vậy? Cái này mình phan nó nói người ta gạt mình. Ai mà gạt ai? Quý vị con người ai mà không thông minh mà gạt quý vị? Những đức trình độ gì mà đi gạt người khác? Ngoài đời ngày xưa những đức trình độ gì đi gạt người khác? Chỉ có cái tấm lòng làm chân thật. Mình không có gì cá nhân mình hết. Đúng không? Nó cảm hóa quý vị. Nó cảm hóa từ cái tâm. Quý vị mới nhớ nó cảm hóa từ cái tâm. Chứ thử bây giờ mà những đức mà có vợ con đùm đeo đó thì nó không có nghe đâu. Nó không có lâu giờ mà đem lại nó cúng đâu quý vị ơi. Ừ. Đó. Thấy mình làm việc cho người ta thật lòng. Nên một ông thầy mà dễ cảm hóa người ta nhất là phải chân thật với Phật tử. Nhiệt tình, hết mình. Nên những đức thấy hòa thượng mình ngày 84 tuổi. Làm gì làm chứ nó nói chứ cũng cực cái đầu óc. Giờ giống như miết làm cái cho xong. Trong lòng lúc nào cũng hòa thượng cũng nghĩ gì nè. Làm tranh thủ cho xong này đang tao nghĩ tao niệm Phật. Hòa thượng là mình vậy đó. Làm tao tranh thủ làm xong này tao nghĩ tao niệm Phật. Không có đâu. Không phải vậy. Không phải là tao làm xong cái này tao nghĩ tao niệm Phật đâu. Mà là chúng ta phải làm cả cuộc đời. Bất cứ lúc nào là xong thôi. Hiểu không? Nếu là vì chúng sanh thì đừng có nói là xong để nghĩ niệm Phật. Không có đâu. Mà là trong công việc nào niệm Phật công việc nấy. Cứ làm đi. Không có bao giờ mà cái cõi đời này mà xong đâu. Nó vừa xong cái này nó lòi cái khác à. Nhưng thấy rồi ở trong chùa rõ ràng luôn. Mình đã cũng bao nhiêu lần mình thấy rõ ràng à. Mình nghĩ rằng xong cái này mình rảnh bớt để mình niệm Phật. Nhưng mà nó đâu có rảnh đâu. Viết là những đức cho lên một cái tiêu chuẩn rằng là không có xong. Nhưng mà mình cứ làm đi. Mình làm đi bất cứ lúc nào duyên của mình xong thì nó xong. Mình làm mà lúc nào trong tâm mình cũng nghĩ rằng mình lúc nào cũng trực chờ mình buông hết chứ. Không có cái gì nắm hết chứ. Thì mình cứ làm hết lòng mình đi. Chứ đừng có nói là chờ làm xong rồi niệm Phật. Không có xong. Chùa này xây vừa xong rồi chùa kia hư nữa rồi. Đi sửa nữa à. Vừa dọn chỗ này mới nhìn cái kia nó cũ mình không có vừa bụng. Mình dọn nữa. Thì mình vừa làm này xong nhìn cái kia nó cũ mình làm nữa. Nó làm hoài vậy đó không có xong. Nó, nhưng mà mỗi lần gặp hòa thượng mình là tao tranh thủ. Làm tranh thủ cái này xong rồi tao nghĩ nghe, tao nghĩ. Mà xuống đây 10 năm chờ là nghe 10 năm vậy rồi đó. Nó thấy chưa? Cũng bài học đó quý vị. 84 tuổi còn cực lực. Thì bây giờ làm như vậy quý vị coi á. Tới tuần thứ 7 một cái là nó cầm hóa đơn lại một đống. Để nó đưa cho trả tiền. Bây giờ làm một đống như vậy mà nó đòi nó trả tiền mà bây giờ không kiếm tiền. Mà toàn là làm để cho người ta ở không. Bây giờ nguyên cái chùa Đạo Tràng Ba này. Quý vị có thấy hòa thượng ngày nào qua đây ngủ của nào? Chưa từng qua đây nằm ngủ một chút nào. Qua đây ngồi trong cái phòng cũng chưa ngồi lần nào. Những đức chưa từng thấy hòa thượng qua đây ngồi trong phòng lần nào. Có đi vòng vòng xung quanh chùa này thì có. Chứ chưa bao giờ ngồi nằm trong phòng một chút. Nhưng mà xây cho người ta ở. Thì quý vị thấy đi. Thì bây giờ cái này là cái xác thực. Ngài làm cho người ta rõ ràng. Ví dụ như cái gì trong cuộc đời này nó không nói. Ví dụ như tâm ý hòa thượng. Ngài nghĩ rằng bây giờ nhà cửa ngài cắt phòng quá trời nhiều gì. Nhưng có những người ta cũng khá giả quý vị. Người ta có điều kiện. Người ta lợi chùa, người ta hỏi dù hòa thượng ơi, cho con thỉnh cái phòng con cúng dường cho hòa thượng. Tại vì con ở nó cái gia đình con nó quen. Con lỡ đây con có cái phòng con ở con tu. Thì vị coi phòng bao la gì thì ngài cũng tiếp tục người ta đưa cho ngài. Chút đỉnh tiền người ta có cái phòng gì có mấy vài phòng này thôi. Ở dưới này có đâu 9-10 phòng gì đó. Cũng tiếp tục lấy tiền đi xây chỗ khác nữa. Chứ quý vị nói cái kinh tế bây giờ. Kinh tế bây giờ ở đâu quý vị? Quý vị thấy mình đi đến chùa đông gì thế? Mà chúng ta cúng được bao nhiêu tiền để xây cái chùa này? Nhìn đi, đúng không? Đâu có giỡn quý vị. Cũng quý thầy cũng dùng mọi cách suy nghĩ. Để vì chúng sanh mà bị mang tiếng mang tai. Cũng bị người ta nói, người ta chửi. Hay kia, thấy chưa? Mà đã phát tâm Bồ Tát đạo, mình phải hiểu điều này.
Nhưng mà mình phải nói những điều này để cho cái xã hội, cuộc đời của người nghe được thì cứ chữ đi, nhưng mà mình đã tròn cái trách nhiệm của mình. Quý vị hãy ngồi mà suy nghĩ cho thật là kỹ, đúng không? Chỉ biết nhìn khen cái chuyện ở đâu phương trời xa nào không à. Còn cái chuyện tại đất nước chúng ta mà có những cái ngôi chùa nuôi bao nhiêu con người già gì, tại sao chúng ta không lợi chúng ta coi, đúng không? Chúng ta sao không lợi chúng ta mở con mắt to mình ra, mình lại đây mình coi người ta làm. Rồi bao nhiêu bà già ở đây ở nhà, cha mẹ mình mà mình lo còn chưa xong, cả cha mẹ mình mà mình lo còn chưa xong nữa kìa, không chi mà bao nhiêu ông già bà già ở đây người ta nuôi mập mạp vui vẻ, tạo cái hoàn cảnh sạch sẽ gì cho người ta ở, mà nói cái gì? Đó. Tại sao mọi người sao không nhìn đi, làm cái chuyện này không lẽ không cực? Nhà mình có hai vợ chồng một đứa con mà mình còn cực muốn chết đấy, không chi mà gì, đúng không? Họ không biết là cái sở học của họ là học cái gì không biết. Bữa đó gặp cái bà cô kia, con gái ba cho học tới thạc sĩ, ba gặp những đứa ba khóc, ba nó chữ ba quá trời chữ. Mà những đứa hỏi bây giờ nó ở đâu, bà nói nó bên nước ngoài, mỗi tháng con phải gửi tiền cho nó. Nó thôi bà gửi cho nó đi, thoải mái bà gửi cho nó đi, đâu có gì đâu, thiếu nợ nó mà, trả nó đi. Tại vì sao? Khả năng đó chỉ có nói vậy thôi. Còn nếu như mình không có thiếu nợ thì mình nhìn cái mình cũng biết mình nên làm sao. Tao cho mày hóng mỏ mày chứ chữ, đừng nói chuyện dựng chứ, đúng quý vị? Nói đùa, mình cầm tài mà nói chuyện dựng chứ quý vị. Nhưng Đức đi tu đây mà trong chùa ai dám lãng hoạn, làm cực nhọc vô cùng để nuôi lo cho mà lãng hoạn, có cửa đó đâu. Người ta vậy nên chùa người ta bao nhiêu trăm ngàn người, người ta có bình yên. Còn gặp mình lì ì cái đó, một người, một đứa con mà lo chưa xong, một đứa con đó mà lo cho nó thành thạc sĩ, nó chữ như cái bằng thạc sĩ nó là học cái gì à, đi chữ mẹ của mình biết coi. Nên bây giờ nhiều người đi học nhiều mà không biết cái gì, học cái gì, đi học lớp 3 những đức đi còn ngon hơn. Thì ngồi suy nghĩ. Nếu quý vị mà có đứa con học lớp 3 như những đứa, quý vị thấy mừng. Mừng khi nó làm những việc ý nghĩa quý vị. Nhưng mà những đứa nói đây, những đứa đâu nói tên tuổi ai, nhưng mà những đứa mong mà chấn chỉnh những con người mà chuẩn bị làm những cái việc như những con người mà mỗi ngày ăn không ngồi rồi đó. Kiếm tiền có nhiều cách kiếm tiền, nhưng đừng có nên kiếm tiền mà đi tạo cái khẩu nghiệp, tạo cái nghiệp chướng đó, không có tốt lành gì đâu. Quý vị không tin hả, chờ xem, rất là mau nó đến quý vị bây giờ. Có người hỏi những đức quả báo gì, nhìn nhăn biết quả, nhìn quả biết nhăn. Quý vị tự mà suy nghĩ câu đó, cái nhăn quý vị tạo sao là cái quả quý vị thành hình ra như vậy. Quý vị là cá nhăn, quý vị sẽ mau đến quý vị cấp kỳ, tại vì cá nhăn. Còn mấy ông thầy á, mấy ông làm việc lớn đó, quả báo đến mấy ông rất là lâu, tại vì ít gì mấy ông cũng làm cho cái phước đức nó dày quá. Nếu mà mấy ông tạo nghiệp cái quả báo nó đến chậm. Còn mình là chỉ có cá nhân một gia đình mình thôi, mình đụng vô đi rồi mình sẽ thấy. Mình trong lòng mình nói, mình tưởng đâu là mình hay. Ngày xưa những đứa cũng nghĩ vậy, nói ra để người ta đừng bị gạt. Bậy, hiểu rồi. Cái nhân cái quả nó là như vậy, làm sao mà nói mà không bị gạt. Bây giờ làm mẹ nhìn thấy rõ ràng như vậy, con nó chữ, không phải lọ mọ đem tiền đưa cho nó là gì sao? Bây giờ tại sao không hiểu ra? Mày chữ tao rồi tao đưa cho mày làm chi? Tao cho mày biết để mày khỏi hết giáp. Nhưng mà phải ăn nỉ nó để đưa tiền cho nó để nó chữ. Là vì sao? Vì cái quả báo nó là như vậy. Thấy chưa? Đó. Cái những người nói ông này ông giảng trình độ gì đâu. Chèn ơi, nghe như vậy mà muốn trình gì? Chắc muốn con trình chui xuống bùn hay sao? Ta nói là nó rõ ràng ra mà còn trình gì nữa bây giờ. Thì Phật Pháp nó là như vậy thôi. Ấn Tổ ngày nói học nhân quả còn quan trọng hơn lương lý đạo đức. Cái nhân cái quả mới là người học Phật đó. Không? Nó không có cái trình độ nào bằng cái trình độ mà tin sâu nhân quả chứ. Từ phàm phu cho đến Phật Bồ Tát phải tin sâu nhân quả. Không? Nói vòng vo gì cũng không chạy khỏi sâu nhân quả chứ. Vì có trí thức trình độ thạc sĩ tiến sĩ gì
vì cũng phải giảng về nhân quả nhà Phật. Quý vị không giảng về nhân quả nhà Phật, quý vị là ngoại đạo. Giống như có một cái vị ở bên Lào, bên gì bên đó, ông giảng rất nổi tiếng đó. Ông đó là giảng ngoại đạo đó. Tại vì sao? Ông không có giảng nhân quả nhà Phật. Ông nói gì cái khả năng của ông, nói rằng là ông có khả năng ông đem người ta về một cái quốc độ còn hơn Cực Lạc Tây Phương. Ông nói những điều này đi ngược lại định luật lời của Phật dạy, trong khi giáo pháp Đức Thích Ca Mâu Ni 12.000 năm mà ông giảng là giống như ông lập một mối đạo mới vậy đó. Đó gọi là ngoại đạo. Hiểu chưa? Mình là người học Phật đó, mình phải có chánh chi chánh kiến cho nó sáng suốt. Tôi không nói sâu sắc gì, tôi hiểu Phật pháp nhiều, nhưng tôi biết chọn con đường tôi đi. Quý vị coi bao nhiêu người nghe những đức giảng, đa phần ai cũng vui vẻ. Trước nhất là vui là sự hạnh phúc của con người sống trong cuộc đời này. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mình sống làm sao mà mình kiếm tiền được mà mình vui được. Trước nhất quý vị vui, vì an lạc là quý vị sẽ thành đạt được đó. Có niềm vui là quý vị sẽ có sự thành đạt. Còn những đức nói quý vị kiếm tiền trong mỗi ngày đi chăm chích người khác, chết. Mà nó đi đỏ chết mồ luôn. Ai mà làm con của người cha mẹ mà như vậy mà ham, tối ngày đi chăm thọt người khác chàng. Mà bây giờ nghe cái vụ mạng internet này là con dao hai lưỡi nghe. Cẩn thận nghe mấy cô. Mấy cô đi tu, mấy cô cũng cẩn thận đó. Trở thành kẻ hèn mọn là gì? Toàn là đi chọt sau lưng người khác. Nó không? Ngày xưa nó không có mạng truyền thông, không có điện thoại, con người người ta đi gặp nhau để hỏi chuyện, vẫn còn cái máu quân tử một chút. Còn bây giờ ngồi trong một cái xó nào, mình trốn chui trốn nhủi, đóng cửa trong đó mà nói chuyện với người khác, hay ho gì. Ở đây người ta này, bao nhiêu việc người ta làm này, lỡ đây vẫn đi coi. Đúng không? Gan nhất là gì? Những đức là người cũng là rất rất thẳng thắn, cứ lỡ nó thẳng thầy, tôi là người chữ thì nhiều nè. Tốt. Ngồi xuống chúng ta cùng chữ nhau. Đúng không? Chữ đi. Cái chữ thẳng mặt gì nè, ngồi xuống chữ. Chữ xong tao phân tích cho mày nghe. Mày cái lý mày chữ tao là lý do như vậy, tao nói cho mày nghe, hiểu chưa con? Hiểu không? Đó. Rồi con chưa hiểu thì ta đưa con vô phòng hộ niệm, nó hộ niệm con thờ luôn cho con hiểu. Chàng ơi, thấy không? Gia đình bé Tường Lam đâu tự nhiên đến thăm, có biết cái gì đâu. Không phải Tường Lam nhỏ nhỏ chứ nó cũng nổi tiếng lắm nha. Thấy một số chùa mà người ta đem xe lại người ta rước nó đó. Còn đây là những đứa không có biết ai đâu đâu, chứ tôi ở chùa tôi lo chùa tôi nha. Nên thì lỡ thăm thì không, bé này mình phan nói gì chứ nha. Công nhận bé dễ thương thiệt. Cái gì mà gặp bé ngoài thì quý vị sẽ biết. Gặp nó ngoài thì quý vị sẽ biết. Nếu mà một chục con người gặp nó đều phải thương nó hết. Nó có một cái nhân duyên lạ kỳ lắm, là không bao giờ nó xa lạ với bất cứ ai. Quý vị có xa lạ với cỡ nào không quen gì, vì lỡ bị nựng sao cũng được, không bao giờ như những đứa nít khác bực bội hay khó chịu gì hết. Bé với những đứa có quen nhau đâu, nhưng mà bé đến gần, quý vị thấy cái sự gần gũi của bé đến với những đứa chưa? Ai mà dạy điều đó? Giờ con mình 6 tuổi bị dạy điều đó đi, nó làm không? Ai mà dạy nó cái điều đó quý vị? Nó nhỏ xíu mà nó rất là dễ thương. Vẫn là câu cũ như Đức đều nói, có ba mẹ vào đó ngồi luôn, như Đức nói rõ ràng phải được bổ túc. Y ren câu ban đầu, phải được bổ túc, đừng gọi cháu là Phật Bồ Tát. Đức y ren câu ngày xưa như Đức đã từng nói. Cha ngồi cái bên cha làm gật cái đầu. Đó là cha mẹ với mấy người đi chung. Bây giờ người ta cũng nổi tiếng lắm á, mấy cái ông mà đi chăm thọt người ta đó chưa làm được bằng đứa nít 6 tuổi. Nói bây giờ đi cho gạo tùm lum chỗ chứ. Có nhiều người nói đi chưa này chưa kia này kia, cho vị biết người ta vậy thôi mà được nước ngoài ủng hộ đồ này kia, đi cho gạo người khác rồi đó. Làm đi, mình làm đi, dễ làm quá ha.
Không đơn giản đâu quý vị, nó phải có nhân duyên gì đặc biệt lắm á. Chúng ta khoan hãy nói cháu cái gì. Có nhiều người hỏi, ủa thầy sao con không nghe thầy phiên bé Tường Lam niệm Phật hả thầy? Tôi nhìn tôi biết căn tính nào tôi đi phiên niệm Phật làm chi. Có nhiều người hỏi những đức, ôi sao thầy không nói ba mẹ bé Tường Lam giữ bé lại đi dạy cháu. Cái chuyện thừa. Độ người ta nhìn sơ qua người ta biết người nào độ thằng lớp nào, ta nhìn ta cũng biết. Nghe không? Đó. Duyên á, là duyên, vui á, là vui, dễ thương nó là dễ thương. Còn giải thoát thì cái chuyện giải thoát khác nhau. Mỗi cái nó khác nhau. Hiểu không? Mình tu hành càng tu lâu mình phải hiểu cái điều này chứ. Phật Bồ Tát độ sanh cũng như vậy. Cái duyên này thuận à tốt. Cái duyên này cho gạo à tốt. Không phải như mình ngày xưa mới tu. Nếu ngày xưa Như Đức mới tu mà Như Đức làm vậy thì ai chịu nổi Như Đức? Nó. Ngày xưa Như Đức mới tu Như Đức nói thẳng. Nhưng bây giờ thì Như Đức nói cho gạo tốt, giúp người được chút tốt, làm được việc gì lợi ích tốt, cái việc đó làm được tốt, mình tán thán người ta, không lợi ích cho người khác được chút nào thì tốt chút nấy, đúng không? Có nhiều người mình nó phan duyên gì nè, cái tốt phải là viên mãn cái gì kìa. Không có viên mãn. Được tốt cái nào thì tốt cái nấy. Hiểu không? Cây không sao đâu. Có nghĩa là được tốt chỗ nào thì tốt cái nấy. Mình nhìn vậy thôi đó. Thì cái tâm tu đạo quý vị nó mới mở tâm ra. Mở tâm ra. Nói cái anh đó, anh ngồi anh đây. Ông thầy Đức bữa nay ông nịnh bé Tường Lam. Không biết họ thông minh làm sao mà cái sự thông minh của họ làm sao mà nó thông minh hạn hẹp dữ vậy. Đúng quý vị. Không biết thông minh gì đâu mà thông minh chàng ơi. Đúng là thông minh hạn hẹp. Những đức mà giảng pháp mấy chục ngàn con người nghe, công chúng mà ủng hộ những đức không biết bao nhiêu mà nói. Tự nhiên những đức đi nịnh đứa nít 6 tuổi. Cứ nghĩ thì sao? Ngu nhất như những đức bây giờ cũng nghĩ ra được. Này chắc kém hơn những đức một chút. Nói vậy là cũng hạ mình lắm rồi đó. Nên suy nghĩ lại. Dù câu like kiếm tiền nhưng cũng đừng để cho người ta cười chê mình quá. Nhưng mà lạ thay quý vị, mình nhìn mình cũng học được nhân quả nữa. Cái vàng mà đi chăm chích người ta là nguyên một cái vàng chăm chích nó chạy theo, đúng là tố nào theo tố nấy. Thấy không? Thấy rõ ràng luôn quý vị. Còn cái vàng mà khen là nguyên vàng khen nhào vô không? Nó quý vị đi lụm rác. Nên cuối cùng nguyên một vàng lụm rác đi theo. Làm sao phát triển được? Nên mình học Phật á, mình mở tâm lượng ra. Thấy không? Trong cuộc đời này chỉ cần ai làm được việc lợi ích cho chúng sanh một chút, mình nên ủng hộ, nên mừng giùm cho người ta. Thấy không? Vì coi đạo pháp nhiều người cũng chăm thọt, nhưng cuối cùng Tết nhất cũng đi chùa ầm ầm. Không đi chùa chứ đi đâu? Nó không có sự tín ngưỡng quý vị đi đâu? Không lẽ quý vị đi vòng vòng ngoài đường, đi Vũng Tàu về tắm biển, đúng không? Nó nên từ nó đó, người ta vẫn đi chùa rầm rầm. Nên những đứa thấy rõ ràng, giống như có những người cũng có tiếng tâm nói những đứa một cái lễ dương âm xong cũng rầm rầm người ta đến. Nói gì cho nó mệt thì... Đúng không quý vị? Không, những đứa bây giờ xin thưa quý vị là những đứa đang đủ duyên giúp người. Chứ bản thân những đứa xin thưa quý vị, những đứa nhẹ nhất là mỗi ngày những đứa chơi với các cụ già trong chùa. Thích nhất luôn. Vì hỏi thầy á, thầy có bao giờ mà lễ lọc mà đông đúc vậy thầy bị dính mắc vô? Tôi mệt lắm.
cho vị biết đó. Vì cái chuyện này tôi phải làm thôi đó, chứ cảm thấy mệt mỏi lắm. Chứ nếu mà nói mà kêu tôi nghỉ làm, ai mà có cái địa vị đó cho tôi nghỉ cái đi, rồi tôi nghỉ liền. Tôi cảm thấy rằng là mệt lắm đó, quý vị. Một cái chương trình lớn không có đơn giản đâu. Anh em trong chùa mà làm xong rồi ông nào ông nấy muốn đơ hết chứ, không có những đức mà động viên này kia đồ. Quý vị coi cái chùa mình nó rớt cho mà thấy, chứ đừng có nói mà ham đó. Nhưng mà mình thấy thôi, mình cũng nhận hạt gạo của Tam Bảo, nhận hạt gạo của chúng sanh, thôi mình cũng cực lực mình làm cái gì đó cho họ có được một lợi ích một chút. Kệ đi, người ta đi đến ta lợi ích một chút, cũng nên làm điều đó đến với người ta. Chứ nói cái chương trình mà ngôi chùa bình yên mỗi ngày gì, tập trung vài chục ngàn con người, bị nghĩ cỡ nào chưa? Bao nhiêu loại căn tính vô tràn thôi, mền gối nó liện tứ tung lang tang. Có nhiều lễ xong nó cầm mền nó ra tuốt ở ngoài khu nhà vệ sinh, nó liện ở ngoài, đắp xong nó quăng vô nhà vệ sinh tùm lum tùm la, xong đi gom góp, rồi xong rồi nó tiểu, nó ỉa gì, đi hốt chết mồ. Vì thấy chưa, nói cái chuyện giỡn hả quý vị? Nên những đứa biết được những cái ngôi chùa mà tổ chức số lượng người đông đến, ông chủ trì cũng cực, người trong chùa đó cũng cực lắm đó quý vị, cũng suy nghĩ dữ lắm đó. Nên mình chỉ nhìn cái khách quan bên ngoài, mình đi đánh giá người ta tùy tiện. Mỗi ngày làm diện chí mang tội chết mồ, không có được lợi ích gì đâu. Nên những đức nói rằng cái mạng internet này là con dao hai lưỡi, bị hết sức là cẩn thận. Cả chị em đồng tu cũng vậy, có khi thuận với nhau thôi, nghịch với nhau, có lên mạng chửi nhau du viên ngon gặp nhau á, mặt đói mặt gặp nhau đi, chàng ở tôi ở đây không có đi đâu đâu. Hoặc là mấy chị em gặp nhau trong chùa hoài mà, cứ gặp nhau hỏi chuyện đi là xong rồi. Mình chơi làm chi cái chuyện ở trên mạng, để cuối cùng nhiều người tạo nghiệp. Mình làm đó mình ác lắm. Nhưng đức nói một vị thầy nổi tiếng, một người nổi tiếng nghe, mà chỉ cần trên mạng cái gì một cái trời ơi, nhiều đức nói cái tội lỗi đó biết bao nhiêu mà nói. Tại sao mà hàng mọn chi mà giữ, đưa cho công chúng chi cho nó tội lỗi bao nhiêu con người, để nó chen miệng chen mỏ vô nó tạo nghiệp. Nhất là những người nổi tiếng quý vị, là đưa lên mạng là tạo nghiệp dữ lắm á. Mạnh ai nấy nói này nói kia nói nọ, ngon gặp nhau đi, hẹn gặp chỗ nào đó. Tôi đi tu tu chứ có hẹn gặp tôi gặp liền á. Không phải giỡn đâu. Bây giờ nói thiệt chứ vị, chứ trong nước ngoài nước gì chứ ai chỉ cần nói không vừa bụng như đức, tôi muốn hẹn gặp thầy. Nếu bình thường Phật tử như đức nói có công chuyện, nhưng mà tôi mà nghe những con người đó là tôi sẽ gặp liền á. Mấy vị muốn hẹn gặp ở đâu tôi gặp ở đó. Dạng tôi cũng liều mạng lắm á, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Không, những đức chưa bao giờ suy nghĩ mình là người nổi tiếng gì đâu quý vị. Sống rất là đơn giản bình dị của những ngày bình thường. Những đức luôn luôn nghĩ bản thân mình không có cái gì đâu. Nên từ nơi đó mình cũng là cái dạng mà khùng sợ ma, liều mạng quý vị. Tôi không liều mạng tôi không có ngày hôm nay đâu. Đúng không? Đó. Nên á, mong quý vị sống những ngày tháng làm sao mà quý vị luyện được cái tâm quý vị, cho nó an lạc, cho nó vui vẻ. Cái tâm nhận đức chia sẻ gì chứ, người nhận đức bây giờ thoải mái lắm quý vị. Tâm nhận đức rất là an lạc, nó có gì chứ. Đó là bằng một cái tâm rất chân thật, là vì người khác. Vì nhận đức thấy bây giờ con người ta nó quá tạo nghiệp, vừa khẩu nghiệp ở trên mạng là nhiều quá. Phải có những bài giảng này để đột phá ra, để ngăn chặn bớt đi những con người tiếp nối theo. Còn con người đó thì thôi kệ họ đi, còn những con người tiếp nối theo nè, nó học theo á, làm theo quý vị ơi. Nên mình chặn những con người mà chuẩn bị đi làm theo này nè. Nó với mấy cái bà trong chùa này, bà đi vô đây tu cũng có nhiều bà cũng vậy đó đó. Dùng cái Facebook để chửi nhau nữa chàng ơi chàng. Dùng cái thứ tàu lao. Nghe ông thầy giảng mà đi làm chuyện tầm bậy. Thấy không? Cái này là tôi thấy mấy bà là tiêu, bà nào mà tôi biết cái là kể như là cô chừng đi lại chùa, cô chừng tôi quýnh mấy bà. Giỡn đâu. Chàng ơi, nói bao nhiêu năm tháng nay mà còn đi làm cái chuyện đó. Làm chuyện đó là hèn mọn dữ lắm. Cứ gặp mặt nhau đi, hỏi nhau rồi xong chuyện bỏ qua. Chứ đừng có đưa lên mạng chi trên đó, cái gì cũng đưa trên đó, địch cái cũng đưa trên. Mệt cái ghê chàng, cái gì đâu mà. Thấy không, đó là cái mà
Nếu mà tính ra 100 năm về trước, con người ta không có những cái hành động tính tình như vậy. Con người người ta ít gì cũng có tư tưởng trượng phu, nên có bậc quân tử xuất hiện. Còn bây giờ thấy tiểu nhân nhiều quá trời, không phải quơ đũa cả nắm nhưng mà nhiều tiểu nhân. Nhiều người ném đá giấu tay vì hàng, không có đặc biệt đâu. Hành động nó đừng nên học theo. Và đây là dạy con cháu mình về sao lụng bại, nó không có được cái gì đâu quý vị à. Nó, nhưng mà có khi quý thầy giảng về nhân quả thì quý thầy giảng vui vui một chút. Nó giống như vị thầy này cũng nổi tiếng, ông giảng bài giảng nói nhà mà gần chùa thì coi chùa mà cần thì thôi cúng nguyên cái nhà đi. Kiếm chỗ nào cắt cái cốc, cái nhỏ chỗ nhỏ nhỏ gì ở, sau này con cháu những đời sau này thịnh vượng dữ lắm. Thật sự mà nói, dù cái ngôi chùa nó có nở ra bự cỡ nào thì ông chủ trì cũng ở cái phòng nhỏ xíu. Nhưng mà có khi giảng cho công chúng nói kiểu đó cũng vừa thật vừa giả, vui vui nói vậy đó mà. Nhưng mà người ta cắt công đoạn đó, người ta chữ, chứ không phải chuyện giỡn đâu, thấy không? Nó nên mình thấy chưa, mình cúng cúng thì thôi chứ ông nói một câu gì mình có cúng cúng một chuyện của mình. Bộ nói vậy cái là mình cúng sao, đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ như bây giờ những đức làm đèn bông sen đồ tặng ta ngày lễ, ở đâu những đức có tiền những đức làm, thì những đức là người đứng ra phát tâm, rồi quý vị là người chung tay làm chứ làm sao. Còn bây giờ những đức nuôi 2000 con người, những đức tiền đâu nuôi, thì những đức là đứng ra làm, có ai đứng làm đâu. Những đức đứng làm thì vị thấy như đức làm thì ủng hộ làm. Rồi ví dụ như bây giờ thượng hòa thượng xây chùa, tiền đâu hòa thượng xây chùa, thì hòa thượng đứng ra xây chùa thì mình ủng hộ hòa thượng xây chùa. Cái nghĩ cái điều đó là bản thân mình nhìn thấy rồi bản thân mình phát tâm mình làm, chứ không ai bắt ép mình chứ. Mình có quyền cúng hay không cúng chứ đâu ai bắt mình đâu, có ai mà mình đi đến chùa mà người ta bắt mình phải cúng không? Bắt mình không cúng mình còn quýnh lại nữa chứ cúng. Còn cái này là mình phát tâm. Có những người nói rằng thầy này ông nói khéo lắm, ông gạt người ta. Mình đi gạt người ta thử đi có được không? Mình gạt người ta nó không đưa tiền cho mình mà nó còn bắt mình luôn. Chứ vị biết, vị nói gạt người ta dễ lắm hả? Gạt người ta là phải có duyên phước dữ lắm mới gạt được. Vị nói dễ gạt người ta lắm hả chị? Mình mà nói mà vợ mình có một con vợ thôi, mình muốn nó ngọt ngọt với vợ mình mà nó im im. Không chi mà ông thầy ổng nói cho mấy chục ngàn người phụ nữ nghe, nói cái chuyện gạt người ta không có dễ đâu vị ơi. Những đức nói công nhận là gạt người ta không có dễ, phải đủ duyên đủ phước dữ lắm, phải tích tụ duyên phước dữ lắm, phải xài dữ lắm mới gạt được á. Ừ nó, ví dụ như bây giờ quý vị coi như những đức nói cái gì người ta cũng nghe, người ta mắc cười. Quý vị lên vị nói cho người ta cười đi. Có nhiều người nói không có trình độ chứ giảng chi, thì lên đây giảng thôi coi, thì đem trình độ lên đây giảng. Hồi xưa hòa thượng mình ở bên Đại Tùng Lâm, hòa thượng trước thời gian những đức qua cũng bao nhiêu trình độ đến đó để mà cái nhà ton đó, chứ đâu phải là những đức tự nhiên nhảy qua đó đâu. Thạc sĩ tiến sĩ đều có bên đó hết trơn để mà phát triển đấy. Nhưng mà cuối cùng mà tới lớp 3 phát triển. Nói đây không phải nói mình hay ho gì đâu quý vị à. Nói đây là muốn nói với quý vị nghe là phải hội tụ duyên phước, chứ đâu phải là cái bằng cấp gì. Bằng cấp phải có duyên phước nữa mới làm. Còn nó thiếu duyên thiếu phước, dù có bằng cấp gì có nói người ta cũng không nghe nữa. Ngộ nói người ta văn mùng ta ngủ 100%. Mà đó như đức thấy rõ ràng có cái vị này ông giảng pháp mà ông là tiến sĩ đó, nên những đứa điều đó như đức đi vòng vòng những đứa coi thấy rõ ràng luôn, nó văn mùng nó ngủ quý vị, nó cho bụng ngộ thì trẻ giảng pháp nó văn mùng nó ngủ mới ghê chứ. Mày thấy ông kinh chưa? Nó mà cái bữa đó là cái bữa mà sáng lại Quan Âm, tối đêm đó giảng pháp 12 lời đại nguyện nó văn mùng nó ngủ. Kinh chưa? Cái chương trình tổ chức phải cả một cái chất xám đưa ra để hình thành cái chương trình. Chùa mình mà một chương trình một ngày mà 4 thờ, mà thờ nào người ta cũng tập trung lại một chỗ, quý vị nghĩ không đơn giản đâu. Chương trình thu hút lắm á, làm sống động quý vị. Nó kết hợp với chương trình mà điều tiết quá trời đặc biệt.
Nó nên á, chuyến này nè, chuyến này lễ nghỉ 5 ngày, đúng không cô Nhung? Nghỉ 5 ngày quý vị ơi. Tại vì á, là thứ bảy chủ nhật á, là ta nghỉ bình thường rồi, mà nó chen vô cái ngày thứ bảy chủ nhật là ngày thứ hai, là cái ngày đó không lẽ đi đi làm cái bữa sau nghỉ 2 ngày lễ, cái người ta xin là cho nghỉ thêm 1 ngày đó nữa, thì cuối cùng thành nghỉ 5 ngày. Năm ngày á nghe. Giờ đang lên chương trình tính toán thì sao, 5 ngày này tu thì sao đây? Nên đây là cơ hội cho khắp nên về đây tu. Nó về chùa tu, mấy điểm chùa ở đây tu đi. 5 ngày đi chơi tùm lum chi. Về đây đi tôi bao cơm hết chứ. Hiểu không? Có thiệt nghe. 5 ngày mà nghỉ lễ tôi nói thiệt. Tôi chuẩn bị 3-4 điểm chùa, tôi mua đồ ăn tôi để đầy tủ lạnh. Nấu ăn đãi uống vị hết ga luôn. Chứ vì ở chùa vì tu, khỏi đi đâu vòng vo, 5 ngày này xong đi về đi làm, đi làm là quý vị thấy đặc biệt. Tại vì sao? Quý vị tích tụ năng lượng. Nó còn dụ như 5 ngày mình đi lại đây mình tu 4 ngày đi. Còn ngày mình về mình chơi với chồng. Ngày được rồi quý vị. Hiểu không? Nó còn nếu mà hai vợ chồng con rồi đi được thì tốt quá. Đi lại đây còn 1 ngày đi về. Ngày về hiểu chưa? À, lễ mà phải có ngày chứ, làm gì mà đi lễ Phật hoài vậy bà, mà để ngày mà tôi mà lễ lại nhau chứ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, còn ngày phu thê giao bái, hiểu không? À, tính nhị cũng được đó quý vị, cái gì mình cũng san sẻ một chút. Cái gì mà mình cũng, cái gì cũng nghiêng qua vật không, người ta thế gian người ta không chịu. Nên mình phải dành ngày. Mình hứa hẹn, mình nói này, ví dụ như cái các bà nói để em đi tu đi 4 ngày. Em vô đó em dưỡng cái nhan sắc cho ngon lành. Tại vì 4 ngày rảnh thì dưỡng tâm, an lạc thì gương mặt sáng sủa. Còn ngày em về. Đó. Hiểu không? Đó, mình nói vậy đó là à, được, được đi đi. Dưỡng nhan sắc đi. Hiểu không? Vậy thì tu cũng tu được mà gia đình mình cũng san sẻ được luôn. Mọi mặt mà được chứ, nếu mình vô 5 ngày luôn thì lễ nó giống như ở trong chùa không à. Còn nếu mình đủ duyên được 5 ngày thì tốt, còn nếu không mình phải giữ 1 ngày. Mình chừa 1 ngày. Nà. Mà chừa cái ngày cuối á. À. Ngày cuối nó đặc biệt chứ lắm quý vị. Hiểu không? Nghĩa là cái ngày cuối là cái ngày mà 4 ngày kia dưỡng sức. Ngày cuối là cái ngày mà phu thê giao bái. Hiểu không? Nó tính cho quý vị đó. Không nghĩ 5 ngày là cơ hội tu đó quý vị. Nó cơ hội tu chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhưng để phải tính ra cái chương trình tu tập đồ này nọ. Nó. Rồi tính phải mua đồ ăn, đồ uống, đồ để cho người ta. Mấy điểm chùa, ăn uống đồ. Kệ người ta. Người ta nghỉ lễ mà người ta vô chùa tu, cái điều này quý. Trước nhất là bị vô chùa tu là quá quý rồi. Thấy không? Nó, nên từ nơi đó mà mình rất là quý cái người đi niệm Phật. Quý vị biết rằng trong tâm những đức mà nói mà tượng Phật những đức đặt rất là nhiều. Là vì sao? Những đức muốn gia đình quý vị đều có ngôi tam bảo đó. Rồi có từ khóa tu vì những đức biết. Vì cái mặt tâm linh của gia đình mà giúp cho cái gia đình quý vị bình an hạnh phúc. Là ngay cái chỗ là trong nhà có tâm linh. Đúng không? Đó. Nên á, mình á, siêng năng niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Bao nhiêu công việc những đức làm. Mà cái niềm vui những đức nhiều là ngay chỗ niệm Phật mà ra. Ngay chỗ niệm Phật á. Học Phật sao mà càng học càng dễ tính. Cái gì không được thì thôi. Đừng có nên phan duyên. Con cái cũng vậy, mình nuôi nó lớn rồi. Lúc còn nhỏ thì mình kêu nó lặt qua đây, nó lặt qua đây. Mình kêu nó lặt qua đây, nó lặt qua đây. Nó nhỏ xíu thì mình lặt nó lặt lui được. Mình nắm tay mình kéo đi đâu nó cũng đi theo. Không kéo nó cũng chạy theo, hiểu không? Nhưng khi con mình đã lớn mấy mươi tuổi rồi, có gia đình rồi, mình không có lặt nó được đâu.
có khi chính bản thân nó còn nghĩ nó khôn mình. Tại vì trong cái thời cuộc phát triển, nó đã học được nhiều cái lối sống của xã hội phát triển. Nó nghĩ mình là già cổ lũ sĩ, già lòi sĩ. Nên bản thân mình đã nói con có được nữa, mà đã nói con không được nữa thì đừng có nói. Không nói con có khi nó còn thấy nó thương. Thật sự mà nói, bản thân những đức nói bây giờ mình còn trẻ, mình còn nói, mình còn quyết định được nhiều cái. Nhưng khi mình già rồi, mình kiếm cái chỗ nào mình ngồi im gu đi. Đệ tử mình nó còn tội nghiệp mình, nó mỗi ngày nó bưng cháo với mình ăn. Còn mình mà hung dữ, khó khăn, nước nó không có chỗ uống, nó chết. Mà chết cái đó thành khí khô thì sao? Nó không nói thiệt quý vị, mình mà khó khăn nó không thương mình đó. Mình thì có tâm mình thương nó, nhưng mà nó lại không có chấp nhận cái điều đó của mình thương. Thì thôi thà mình đừng có dính vô. Nên những đức mong rằng quý vị là người tu hành, hãy ngồi suy nghĩ chuyện này thiệt là kỹ, rồi gác chân lên chát mà suy nghĩ. Đã nói không được thì đừng có nói làm gì. Mình làm cha làm mẹ mình thương con thật sự, nhưng một ngày nào mình cũng chết đi, con cũng phải sống với cuộc đời này thôi. Nên có những việc mình buông được thì mình buông đãi đi. Mà có khi con ngộ lắm, mình buông nó mà nó lại quay lại chụp mình, còn mình chụp nó thì nó lại buông mình. Ở trong cái cõi đời này nó rất là lạ kỳ nghe quý vị. Đối với con nghiệp, mình buông nó thì nó buông mình, mà mình chụp nó thì nó bám mình. Nên mình niệm Phật không phải là để đè phục dẹp vọng tưởng, mà là tự nhớ Phật rồi vọng tưởng tự mà ra đi. Vì sao như đức quý vị niệm Phật hoài? Có nhiều người nói niệm Phật hoài. Cái câu Phật hiệu này nó niệm mới sanh tự tánh Phật. Mà tự tánh Phật mà nó hiện ra thì cái tâm của người mình tự nhiên nó dịu. Mà tâm của người mình nó dịu rồi, nó mang tâm tha thứ, nó ngộ vậy đó. Chính những đức thấy rõ ràng mà những đức có khi lầm hùm lầm hổ mà nó không có tức như ngày xưa. Ngày xưa là tức thiệt. Ngày xưa lên giảng là tức thiệt quý vị. Nó nói chuyện như hồi nãy là nó làm mặt mày kỳ lắm. Bây giờ không có. Cái tâm bây giờ là mình vì người ta thôi, mình có nghĩ gì chứ á. Mà mình nói điều tùy duyên hết trơn à. Họ muốn chữ gì kể họ, mà mình nói à. Tại vì cái trách nhiệm của mình là cái cơ hội cho công chúng. Mình giảng dạy cho người ta nghe rõ ràng. Mình không có nói tên tuổi ai, mình không có nói số nhà ai. Đừng có nói làm chi. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình phải nhớ kỹ. Chúng ta nhắc nhở nhau thôi. Chứ đừng có, mà nhất là những người mà có tiếng tâm, mình đừng có đưa tên ta ra. Mình dạy quá. Mình đưa tên ta ra, một ngàn người nó theo mình, nhưng hàng ngàn, hàng vạn con người nó quay đầu với mình. Mình chịu nổi không? Mình dạy quá mình mới dám đụng với cái thành phần lớn. Thành phần lớn sao mình đụng được vậy? Cái đầu mà đụng vô cái tường, cuối cùng bể tường hay bể đầu? Bể đầu. Mình phải biết mình đụng ai mà mình thấy mình có khả năng hơn người ta. Hiểu không? Nó, chứ mình dám đụng cái người mà mạnh sao dám? Không dám đâu. Bây giờ quý vị kêu như đứa đụng hòa thượng ngu gì? Tự nhiên hòa thượng xây chùa cho mình, bây giờ đụng hòa thượng gì? Quý vị lâu la 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 mình tức chút xíu, mình ở đâu mình ngồi mình nói vài câu chơi chơi, sao mình gặp ông mình đâu dám nói đó. À, người những đức la la những đức, như đức hồi xưa tức lắm quý vị ơi, la như đức mà cản cản như đức con đường như đi tức lắm, không phải giỡn đâu, bở ghét lắm. Nhưng mà những đức là mau hết giận lắm, không có giận lâu. Cái này là những đức khuyên vì mình tu mình nên có cái tính đó đó. Không phải quý vị đừng có không dặn người ta, nhưng mà vì đừng có dặn lâu. Mình dặn lâu mình thành con trâu đó. À! Chứ gì nữa. Cái thời Đức Phật, cái bà già đó bà dặn mà cuối cùng nó thành con đầu trâu đó. Cuối cùng ngày đó bà giết ba người đó, bà làm trâu đó chưa. Tôi nói đâu dính đó à. Dặn lâu thành trâu. Hiểu không? À, mình bực bội cái gì chút xíu hết vậy là mình thấy mình tu có kết quả. À, mình đừng có để trong tâm những cái thứ độc địa đó, mình để trong tâm làm gì không có tốt gì chứ. À, nên ngày mai chúng ta chủ nhật cộng tu, nhưng cũng là cái ngày tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Tại vì năm ngoái mình đã có nói rồi, mỗi năm dỗ tổ Hùng Vương chúng ta có cái thời khóa tu. Bây giờ không có ngay ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà chúng ta cách mấy ngày mình tu mình cũng tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên của mình. Đó là cái tâm ông bà tổ tiên mà được nhờ đó. Hiểu không?
Bữa đó những đứa có chia sẻ bài pháp á, cúng cho ông bà cái gì mới được lợi ích? Cúng cái gì? Cúng cái đạo đức của quý vị á. Tại vì ông bà sinh mình ra, sinh ra một hạt giống thiện, nên mình làm thiện thì cái đó mới là cái cúng cho ông bà tổ tiên đó. Đúng không? Còn cái chuyện mâm cao cổ đầy, cái này ai ăn? Bây giờ như Đức hỏi quý vị, bây giờ quý vị mà cúng trên bàn thờ Phật mà bây giờ trái cây, quý vị thấy Phật mà dối tay mà lấy cái trái ăn, quý vị cũng chạy mắt dép thiệt luôn. Chứ đừng nói chi mà cúng ông bà tổ tiên, cúng ông bà tổ tiên mà để bàn thờ đậy chứ mà cúng con gà xong còn xương không, chắc cái này chắc cũng không dám cúng luôn. Quý vị thấy ông, năm nào mình chuẩn bị làm đám dỗ mình cũng tính làm cái món nào mà cho bà khách đồ người ta lỡ ăn ngon, quý vị thấy chưa? Nói cúng cho ông bà tổ tiên mà mình lựa món nào mình nấu cho khách khứa ăn dễ ăn ha, ăn được, thấy chưa? Mình cúng cho mình đó. Còn mình cúng cho ông bà tổ tiên thật sự là cúng cái nhân cách đạo đức. Thấy không? Nên tâm linh thì phải đem tâm linh để cảm hóa tâm linh. Còn cái tứ đại này thì đem tứ đại để giao thoa cùng tứ đại. Chứ tứ đại mà làm sao mà giúp cho tâm linh? Tâm linh thì phải dùng tâm linh để kết hợp tâm linh. Nên cái đạo đức nhân cách nó siêu vượt thời gian không gian. Cái phước báo đạo đức làm người nó có thể đưa đi dù tặng hay không khắp pháp giới. Nên cái nghiệp duyên á, nó đã giao thoa với nhau, hai vợ chồng này đến với nhau, thì cái đứa con dù nó ở ngàn vạn ngọn núi tu di, nó cũng thấy cha mẹ của nó nữa. Không có núi nào mà chặn được cái nghiệp chướng. Nó đã là giao thoa giao cảm thì nó sẽ gặp rồi. Nên cái nhân quả nó ghê lắm. Mình gieo nhân thì gặt quả. Nó, hôm nay chúng ta có tâm ác với ai thì cái ác này sẽ quay lại với mình thôi. Không có bao giờ mà chạy mắt đâu. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng ngay ngày đám dỗ ông bà tổ tiên, vì sao chúng ta cúng đồ ăn thức uống? Vì đồ ăn thức uống này mà cúng cho ông bà tổ tiên là vì cái lộc của ông bà tổ tiên. Mà con cháu tập trung về gặp mặt nhau để mà anh em dòng họ được cái sự nhân duyên đó, mà còn biết nhau, đừng để xa cách nhau. Còn nếu như không có ngày dỗ quải ông bà cha mẹ thì anh em lo làm ăn ở phương xa, nó không về gặp nhau. Cuối cùng lâu ngày tình nghĩa anh em bị xa cách. Còn những đứa con của anh chị sinh ra lớn lên nó không biết mặt nhau là anh em dòng họ, cô cậu chú bác, nó yêu nhau làm sao? Nên có mới có ngày đám dỗ, ngày đám cưới để mời dòng họ hai bên, bà con thân thuộc đến, rồi cha mẹ gặp nhau mới nói đây là thằng Tý con của anh hai, thằng Tèo con anh ba, con Sáu nè con của chị ba, hai đứa bay là bà con chú bác cô cậu, để cho nó biết nhau, để nó đừng có ra đường nó yêu nhau tầm bậy loạn lưng thì sao. Nên mới có cái ngày đám dỗ là cái ngày tưởng nhớ ông bà, để dặn con cháu của mình phải biết nhớ cội nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Hiểu chưa? Đó. Rồi đã mời người ta lỡ nhà thì phải nấu ăn cho người ta ăn, thì cái đó là nguyên lý. Thì có nấu ăn cho người ta ăn thì người nấu mặn người nấu chay tùy duyên, thì mình lỡ mình có đồ ăn thức uống, chứ không lẽ người ta lỡ nhà mà không có đồ ăn, chứ đâu phải cúng cho ông bà tổ tiên ăn. Nên cái ngày mà đám dỗ ông bà tổ tiên á, mình làm lợi ích cho ông bà tổ tiên bằng cách là mình đừng sát sanh hại vật, vì mình đừng cho những con vật khổ đau nó chết cái ngày đó, ngay ngày của ông bà tổ tiên của mình. Rồi xong bản thân mình có tiền bạc anh em hùng hạp lại mua gạo, rồi coi người nghèo ở chòm sớm, cái đó là xác thực đó. Nếu mà nói kêu cúng cho tôi, nó nói thấy chưa, tôi đâu có nói gì nữa đâu. Nó mua gạo coi bà con dòng họ chòm sớm ai nghèo ngay ngày đó lỡ, rồi bắt niệm Phật lên, niệm Phật một chút đi, rồi tặng gạo cho người ta. Rồi nếu mà có điều kiện nên mua về cái máy nghe pháp kết hợp với cái bao gạo để cho người ta được có cái ăn, có được nghe pháp tài thí và pháp thí. Những cái tâm này của con cháu mà đi tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên thì ông bà tổ tiên được lợi ích. Bây giờ quý vị hỏi vậy, thưa thầy, cúng thí thực họ có ăn được không? Quý vị thấy họ có ăn không?
Nó... có cái bà kia bà gặp những đứa bà hỏi dạ thưa thầy, thầy cúng đĩa thực gì, hương linh có no không thầy? Những đứa nào bà đi hỏi hương linh, giờ tôi cúng cho hương linh bà hỏi tôi cái gì, bà đi hỏi hương linh có no không? Bây giờ tôi mà hỏi hương linh mà không trả lời có nghĩa là no, còn nếu mà nó đói thì nó phải trả lời. Hương linh cúng ăn có no không? Im gu, cuối cùng nó nói vậy là nó no. Nhiều bà hỏi mệt tí ghê. Quý vị nhớ, đã nói là cúng đi thực thì phải có đồ ăn, thí thực thì phải có đồ ăn. Tại vì con người chúng ta còn sống, chúng ta ăn uống quen rồi, bây giờ mình cúng thí thực rồi mình phải có đồ ăn. Mà hương linh người ta cũng biết báo cáo nhau nữa, hương linh nói chuyện với hương linh, mình nói chuyện với mình, hiểu chưa? Kiến nói chuyện với kiến, gà nói chuyện với gà. Quý vị nghe gà nói chuyện với nhau chưa? Quý vị có thấy gà trống gà mái nói chuyện chưa? Không biết không? Không biết gà trống gà mái nói chuyện à? Con gà trống lụm miếng thóc, y gan người ta lụm miếng thóc để xuống kêu kêu gà mái ý kêu em là anh biểu nè, anh có quà cho em, thấy chưa vậy, thấy không, anh có quà cho em nè. Y gan giống mấy ông này xưa còn trẻ trẻ mà như chúng ta trẻ trẻ, muốn chọc nhỏ nào cũng có hoa có bánh mua ăn chè chè chè. Có hồi xưa dưới quê dưới Đức á, như cái thờ mà nó còn nghèo á, cái thờ nó mới phát triển mà vậy, mà ở dưới chợ Tân Châu nó mở cái tiệm chè bự. Mà chè bự hồi xưa dưới Tân Châu nó bán cái chè bự và cái ly chè của bánh lớn à, y gan lên cũng thiết thực vậy đó, cái mũ bánh lớn à. Mà cái tiệm chè đây là chè bưởi yêu thương. Mình hồi đó mình mới lớn lên, mình cũng chọc con nhỏ đó, mình dẫn đi ăn chè bưởi. Hai đứa vô kêu hai ly chè, hai chén chè bánh lớn với cái bộ kêu tí. Hai đứa ngồi ăn hai tiếng. Mà chè bữa nó mới bán, là chè thì tính tiền, trà đá thì miễn phí, tâm xỉa răng miễn phí. Chè ngô vô ngồi múc tía, múc tía, kêu nước chè vô ba bình. Không biết nói cái gì, lấy tâm xỉa răng xuống, bẻ mười mấy cây tâm, mấy bình trà uống ực. Ly chè coi cái chén chè chút xíu uống tí tí. Vì sao? Câu vợ. Quý vị ai mà đã ngày xưa đã mới yêu là biết à, nó ngồi muốn ngồi hoài không có nói được cái gì mà nó cứ ngồi hoài vậy đó, nó câu kỳ cục vậy đó, ngồi câu câu hoài, lọ mọ tay chân gì lọ mọ mà không có dám đụng cái gì chân á, mà lọ mọ gót nước rồi xỉa răng rồi làm chuyện tào lao không à, ngồi hai tiếng đồng hồ. Quý vị coi á, một cái chén chè có bao nhiêu tiền, nội là tiền điện, nội là nước trà vĩ quý, nó xỉa răng mà tâm nó bẻ bóp. Quý vị coi á, khổ không? Bởi vì có nửa tháng sau dẹp tiệm luôn. Khổ chưa? Nên á, từ nơi đó mà cái ăn cái uống con người nó quen tặc rồi, nên khi cúng đi thực cũng phải có đồ ăn thức uống, mà nó cũng đi báo nhau. Hương linh nó là nơi đó cúng đồ ăn uống nhiều lắm nên rủ đến, nên khi cúng đi thực nó phải có một bài pháp. Bài pháp nè, trước khi cúng có bài pháp nè, thấy chưa? Người ta cũng lợi trước rồi đó, đứng phải trước chơi mày đó đó, vòng vòng chơi đây nè, có bài pháp này thấy chưa? Rồi có bài pháp khuyên tu hành giải thoát. Rồi xong rồi ra cúng là nhờ đồ ăn là một phương tiện cúng cho người ta, chứ làm gì hương linh ăn. Chàng ơi, nó không còn cái thân tứ đại mà kêu ăn tứ đại. Mà nếu như mà cái đạo chàng có tu hành niệm Phật nhiệt liệt, mình cúng cho người ta thì nhờ cái âm hưởng của công đức niệm Phật mà nó giúp cho cái linh thức người đó được sáng suốt, tỉnh táo lại, ba hồn chính vía nó hội tụ lại để mà nghe pháp, để niệm Phật giảng sanh.
lợi ích gì đó, hiểu không? Quý vị coi đồ cúng thiết thực xong đem vô ai ăn? Mình ăn không? Cúng nhiều đem ra nhiều đem vô lợi gì? Phải chi mà đem dĩa ra, dĩa đồ ăn ra mà đem dĩa không vô thì nó là hương linh ăn. Còn cái này mình đem ra nhiều đem vô gì? Mấy bà hỏi Nhân Đức là thầy cúng gì hương linh có no không? Nhân Đức nói bà đi hỏi hương linh có no không. Mệt ghê. Đó. Đi chùa phải nghe gì để hiểu cái nguyên lý của nó. Hay không hiểu nguyên lý của nó. Vì sao có nhiều chùa cúng rất là nhiều? Thì đúng rồi, cúng nhiều thì hương linh lỡ nhiều. Tại vì ai cũng vậy thôi. Dương gian âm phủ đồng một lý. Cái nơi nào bị cho quà nhiều là người ta đến nhiều à. Còn cái nơi nào bị không cho người ta gì chứ người ta không đến. Bây giờ nói cúng đi thực mà không dọn một cái gì chứ đố mà hương linh nó đến à. Nó đến nó bữa quý vị luôn. Bây giờ quý vị nói cúng mà không có cái gì. Ví dụ bây giờ Nhân Đức nói đi, Phật đản này Nhân Đức cho đèn bông sen, thử mà đèn bông sen không có đi. Tu xong đi có nhiều người nó không phải đơn giản đâu. Nói, sao? Sao? Tao đeo tao đi chùa nó đau. Quý biết rằng cho đèn đây này, cho đồ nè, cho hết lòng hết dạ mà khi đi đến sau nó không có. Về chữ sụp. Cái bà hởm á, ví dụ đèn bông sen nó về chữ sụp. Vài ba tên nhắn tin chữ sụp. Sao? Nói cho mà ở mấy ngày mệt muốn chết không có cái đèn. Không có chuyện giỡn đâu quý vị ơi, là quý vị. Ghê chưa? Nó thì bây giờ dương gian âm phủ đồng một lý. Cúng đi thực cho nhiều để hương linh đến đông, để giảng đạo cho người ta nghe. Người sống người chết mình đều cho người ta nghe pháp, để niệm Phật giảng sanh. Nguyên lý là vậy thôi. Các vị nghe hiểu rõ ràng chưa rồi đúng không? Nên từ nơi đó mà nói rằng có nhiều người mà nói mà tại nhà tôi cúng hương linh, cúng đi thực đồ này kia. Tùy vị. Nhưng nếu vị hỏi Như Đức bây giờ nếu tại nhà thầy có cúng không? Nó không. Cái gũ hương linh là chùa. Cho quý thầy cúng, ăn không được thì tìm quý thầy. Mình đi yếu mình cúng không? Nó không ăn được nó tìm mình sao? Hiểu không? Trong chùa đông quá tìm quý thầy thì quý thầy đông quá. Nó sợ, không dám. Còn nhà mình có mình nó lụm mình luôn, nó chơi. Nó kéo bạc là nó xử lý mình luôn. Hiểu không? Cúng không, không có quay lực á. Mình lỡ mình cúng. Hiện được cái gì bây giờ? Gia trì chú thực gia đà. Không được cái gì. Nên á, cái bà ở ngoài kia Hà Nội bà cũng khôn ghê. Mỗi lần mà tôi trước lại ông anh bà cúng đi thực, có bắt cái buổi là cúng đi thực của Nhân Đức lên. Thì bà kêu Nhân Đức cúng. Thì Nhân Đức cúng cho bà nắp gạo lên mét. Tao biết cái gì, ai biết gì nó. Nhưng mà lỡ ông Linh ăn được, ông Linh đi tìm Nhân Đức. Đâu có tìm bả đâu, thầy cúng mà. Bác khôn thiết ghê. Thấy không? Đừng có nhào vô. Mình á, với người sống gặp nhau còn nói chuyện dễ. Còn với người vô hình mình không biết họ là ai đâu. Có những hương linh cũng không hiền đâu quý vị à. Có những hương linh mà người ta không phải là hương linh nữa mà người ta là quỷ. Nhiều chục năm, nhiều trăm năm á. Nó không có giỡn đâu nghe. Nó mình mà lãng quạng mình đụng với người ta bậy bạ là kẹt lắm á. Nên mỗi một con người mình phải nhận thức cho sâu sắc. Mình làm không được cái điều đó đừng có nhào vô làm. Tuy phát tâm nhưng mà không hiểu cuối cùng mình bơ. Khờ, bơ là khờ nghe chưa? Mặt khờ luôn. Có cái bà kia cúng đi thực, cúng thời gian gia đình dẫn tới gặp Nhân Đức. Hỏi thầy ơi, bà cứ một tháng cúng hai lần. Bữa nay tự nhiên sao? Bà quay vòng vòng. Sao tự nhiên cúng với quay vòng vòng kỳ. Tự nhiên bà đứng bà quay vậy nè. Quay người ta mà quay gì nè. Quay dù quay hoài vậy đó. Mà sao nó quay nó không chấp mặt nha. Không biết ai quay hay gì sao. Bà giang hai tay hay gì nè rồi nó quay. Dù. Chịu nổi không? Nó à cái này không phải đơn giản. Xong rồi đứng đây. Anh này hương lên. Bà kia hết không? Ừ. Xong không ngộ nghe. Tự nhiên mình nói mấy câu tự nhiên nghỉ quay. Sao không biết sao kỳ cục nghỉ quay. Mình nói là ủa mày quay nó làm chi vậy? Quay nó có được gì đâu. Mày quay tao đi.
Ừ, cậu tôi gan nghỉ quay quý vị. Tại vì mình không có nói gì, mình kêu mày quay đó chi ạ? À? Quay nó có được gì đâu, quay tao đi. Cuối cùng nó nghỉ quay. Nó đứng lại im gục. Sao cái miệng nó làm trời, vì cái trong chùa sao có thứ gì của người ta cũng đem lại đưa cho mình. Tự nhiên quay xong nó nói nghỉ quay xong cái miệng rồi 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 lần nữa. Xong nói thôi, giờ đói bụng thì mai chủ nhật cũng đi thực cho dùng. Đúng không? Đói bụng phải không? À đúng rồi. Đói thiệt rồi đó đó. Nói cái tiếng hương linh kỳ cục mà không nghe được cái gì. Nói trong tiếng Phạn tiếng gì kỳ cục ghê, chắc hương linh này ở Campuchia. Thì nó cũng vui vậy. Nó à, vậy là hương linh này ở Campuchia đó đây phải không? Nó ở đâu tới à, Campuchia thiệt rồi, Campuchia. Đã là Campuchia đi đến đây thì đi đến nước nào thì phải theo nước nấy nghe không? Chứ đừng là ở đây lãng quạng, có chừng đuổi về Campuchia chết một. Sao bắt đầu nghe hiểu vậy ơi, nghe hiểu ngộ ghê á. Chắc là người ta mắc xong thì ta còn nói tiếng Campuchia. Nhưng mà ta nghe tiếng Việt ta biết quý vị. Chắc là cái thằng Miên này chắc nó đó. Nó có đến Việt Nam hay sao á? Đến Việt Nam nó nghe tiếng Việt Nam được. À nó nghe. Xong như đứa hỏi à có nghe như đứa giảng pháp không? Rất rồi nó rất. Ok. À vậy là có nghe phải không? Vui lắm phải không? Nghe nghe giảng pháp cười đúng không? Hương Linh thì cười ngộ thế kia. Ngộ vậy Hương Linh nó cười ngộ vậy ơi. Mình thì mình cười ha ha, còn Hương Linh Campuchia cười ngộ lắm. Mới mấy bữa trước Hương Linh Campuchia nhập vô cười mà nó cười mà lên là làm như thế này. Hương Linh cười kỳ quá. Sau bắt đầu nói chuyện chút, bắt đầu bà đó trở lại bình thường. Như đứa nó hỏi về Hương Linh Campuchia ở chùa Hộ Pháp chơi đi, rồi mai cũng đi thực á, rồi xong á ta mua vé máy bay đưa về. Chơi quá sang quý vị. Vừa nói câu vậy mê quá, thèm quá không chịu chơi luôn. Đúng không? Mua vé máy bay cho về luôn. Bằng cách nào? Bằng cách là Hương Linh chỉ cần nghỉ ở Campuchia là tự nhiên nó về Campuchia liền. Chỉ đàng hoàng luôn. Nó là chỉ cần nghỉ ở Campuchia, từ đâu đi đến đây thì trở về nơi đó. Còn thích ở đây thì đừng nói tiếng Miên nữa. Vì sao tôi không biết tiếng Miên? Chàng ơi gì đâu mà nói chuyện mà nói mình phải là suy nghĩ dữ lắm quý vị. Nói Hương Linh có đói không nè? Chàng ơi gì đâu mà nó ngộ thế ghê. Ông quý vị ơi, nên đến gặp với nhiều người vợ là bất cười thiệt. Giống như hồi sáng nữa kể câu chuyện cái bà đó. Cái bà đó, bà Niệm chuyên gia là bà lấy cái điều địa chung của những đứa bà Niệm. Thì bà Niệm viết cái miệng, cái điều địa chung này mà Niệm viết là nó lanh dữ lắm quý vị. Ừ, ai mà ít nói là Niệm cái điều địa chung chứ nó lanh dữ lắm. Nó Niệm lanh dữ lắm quý vị ơi. Quý vị biết rồi đó, ai dê đà bà, ai dê đà bà, ai dê đà bà, ai dê đà bà, ai dê đà bà. Cuối cùng bà Niệm với miệng quá trời lanh. Rồi xong cái ông chồng của bà chữ bà. Bà chữ ông chồng lại. Bà mới dùng câu vật hiệu bà chữ. Chơi ác đạt không? Không chữ cái tiếng bình thường nữa. Bà dùng câu vật hiệu. Bà làm vậy nè. Ừ. Ông chồng liếp đạn chồng luôn. Tại mà Niệm địa chung với cái miệng mà Niệm quá lanh rồi. Niệm lanh kinh khủng luôn. Viết rồi bây giờ ông chồng bà chữ bà. Bà chữ lại bà nè. Cuối cùng liếm đại ông chồng. Ông chồng nói nó môi bà tao đầu hàng mày. Chịu không nổi vậy. Tại vì bà chơi ghê quá. Ông không biết là bà này bà chữ cái gì luôn. Nhưng mà bà nói là bà niệm Phật thôi. Bà đưa cái miệng bà chung mỏ nhọn quét cho bà làm nè. Làm lia làm lịa. Mà bà niệm Phật. Tại vì bà niệm nhanh. Có điều đi chung quen bà niệm lanh quá. Cuối cùng bây giờ ông chồng chữ dùng câu vật hiệu rồi. Ông chồng chịu không nổi. Cuối cùng ông chồng nó mô ra là Phật. Rồi tha tao đi. Tại vì nó giống như lắp đài vậy, lắp đài luôn, lắp đài ông lại.
chịu không nổi, căng thẳng thần kinh. Nghĩa là lắp đại luôn, cuối cùng ông căng thẳng thần kinh, nó mô như là Phật, mày tha cho tao đi. Vì thấy câu bằng hiệu nó không phải đơn giản quý vị ơi. Ừ, nếu mà bây giờ mình nói cha mẹ ông cốn sơ gì thì nó mệt đúng không này. Ờ chết rồi, thôi chết rồi, nó làm ai chứ đà Phật ơi, chứ đà Phật mà làm chịu không nổi mày ơi. Bao nhiêu bà kể vậy thì nó nghe mà vậy nó cười muốn chết vậy. Mà công nhận thiệt hay, bởi vì cái điều điều chung mà niệm nhanh cái điều này không đơn giản. Nếu con của mình mà đứa nào mà nó chậm nói á, tại vì nó chậm nói quá, nhìn bắt cái điều điều chung lên nó niệm theo chứ nó lanh chứ sao bây giờ quý vị. Với đứa nào mà không dám mở miệng trước mọi người á, bắt điều điều chung nhanh lên cho nó niệm, nó niệm thời gian nó quen cái miệng. Những đức trước khi qua đây giảng bên kia những đức bắt điều điều chung, tại vì mình sợ mình không có nói gì cho mình qua mình bị cà lâm, nói chậm lại mình qua bệnh mình bên kia mình bắt cái điều điều chung nhanh. Nó mô gì đâu cái 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 gì đâu massage miệng, cái miệng nó được massage, nó giống như nó được hai cái hàm của nó được thông ấy. Mình phải trước khi giảng pháp mình mới xa cái hàm, giống như hai con gà chuẩn bị đá nó phun rượu rồi vậy đó, nó bóp chân gà nữa chưa. Quý vị ai mà có đi đá gà biết liền gì, tôi xưa tôi cũng đá gà à, không biết không, không biết thôi. Nên quý vị thấy rằng, quý vị biết rằng mà làm cho người ta cười không đơn giản, không làm cho người ta cười không đơn giản đâu. Bao nhiêu cái buổi giảng những đức mà toàn là đa bằng ai mà buồn là coi vô hết buồn. Bây giờ thành mệnh danh là ông thầy làm cho người khác cười. Mà quý vị nhớ nghe, làm cho người ta cười là người ta sẽ hết khổ. Bây giờ quý vị nghe câu này nó quỳ vốn lắm, nhưng mà quý vị nghe thấy rất đúng. Khi quý vị vui thì nó không buồn, mà khi quý vị buồn thì nó không vui. Đúng quý vị? Cái câu này phải công nhận là ai cũng nói đúng ấy. Tại vì nó đúng rồi. Chứ bây giờ vui thì sao buồn, mà buồn thì sao vui. Vậy thì bây giờ những đức làm để bị vui thì sao? Không buồn. Còn nếu như những đức làm bị buồn, nếu như những đức làm bị buồn thì bị không có vui, mà những đức lại làm cho bị vui thì bị hết buồn thôi. Không có gì đâu. Nha. Đó. Nên chùa của mình mà từng nào vị đến vị cũng tích tụ một cái nguồn năng lượng cao. Năng lượng này nó cao dữ lắm, không phải giỡn đâu nghe. À. Chiều nay bên kia chuẩn bị. Chuẩn bị. Chuẩn bị chiên một món cá mà cá chai á. Mà nhận được là một cái một chén nước mắm gừng. Chiên xong á sẽ chế nước mắm gừng lên cái dĩa cá. Khi mà trên chánh điện mình tu xong hết chưa? Tu xong hết hoàn toàn nghe. Cũng như thật đủ xong hết nghe không? Quý vị sẽ từ từ đi xuống nhà ăn. Nhà ăn có một dĩa đồ ăn cá chai, chiên nước mắm, gì chiên nước mắm gừng chế lên không? Rồi những đức xào những dĩa rau quá đặc biệt. Kế đó một cái nồi canh mà chẹn món gì đâu. Rồi thêm bữa nay thêm một món nữa, chè. Mà chè bữa nay là cái món chè mà từ đó tới giờ chùa chưa từng nấu, chưa nấu lần nào. Khoai lang, chè khoai lang, khoai mì, nghe không? Món chè bữa nay không đơn giản đâu nghe. Nó mà trước khi nấu món chè, quý vị biết rằng đứng nghe vậy làm nè.
Nên quý vị ăn chén chè vô một cái. Cái muỗng đầu tiên múc chè nghe, múc nghe. Chè nó đi xuống răng 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 răng. Tự nhiên người nghe cho nó sảng khoái. Không, quý vị biết là chưa ăn mà cái cảm giác nó không tưởng tượng được quý vị. Đó đó, cái cảm giác này là cảm giác là tâm linh đó quý vị. Tâm linh nó mới giỡn đâu nghe. Đó. Còn Phật tử khắp nơi nơi mà không ăn được thì hỷ. Thì hỷ thì chứ sao bây giờ? Thấy không? Đó, nó chuẩn bị dữ lắm. Quá chuẩn bị luôn mà. Còn sáng mai chủ nhật đúng không? Không tưởng tượng được. Cái món đồ ăn chuẩn bị dữ lắm quý vị. Ô. Ôi chú bị an lạc bị ơi. Chúng ta quyết tâm niệm Phật về cực lạc quý vị ơi. Ôi chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.